Bài cái bài này cũng định nói nhiều lần rồi nhưng mà gan nó bé thật sự. Cái bài này định nói mấy lần rồi nhưng mà gan nó bé. Trước đấy chỉ dừng lại ở cái Việt Nam vô địch thôi là đã run lắm rồi, không dám nói đến con rồng cháu tiên. Rừng vàng biển bạc thì nó là tự nhiên, nó là rừng với cả biển thì tha hồ nói. Nhưng nói về cái nguồn gốc của người Việt sợ lắm, nhất là con rồng cháu tiên với vua Hùng với nhất sợ lắm, sợ tại vì sẽ bị chửi. Để từ trước đến nay thì cứ cô giáo mấy đảng mấy cả các thứ nói với các bạn, nhưng mà xong rồi các bạn, tôi chỉ sợ mỗi cái là con cái nó không được cái người bảo ban đúng cái đúng ấy. Xong rồi nói chung là bây giờ mà theo kiểu từ từ để tôi chỉnh cam đó, bài này tôi sợ lắm thật. Bị cộng đồng giới trẻ rồi giới già thì sẽ người ta xong không ấy đâu. Người ta trước nay thì có lẽ là người ta không không để ý. Xong rồi mình có nói thì người ta cũng không chấp. Không chấp hoặc là người ta cũng không ấy. Bản chất bây giờ những cái người có tuổi như mình ý, tiền bạc mới quan trọng, còn những cái chuyện mày nói ý, thì mẹ gọi là trà dư tửu lậu đấy. Như tại vì mình nói cái câu này thì mình nói cái bài này xuất phát từ một cái anh ấy chắc nhiều tuổi hơn tôi, anh mới nhận anh là anh em hôm nay là nói linh tinh rồi. Cái Việt Nam vô địch chỉ là cổ vũ thôi, giống như chuyện thằng Huấn nó cổ vũ, nó động viên nhân viên của nó bán hàng ấy. Tôi thì tôi bảo là đến tận đây, tức là cách đây khoảng tầm cũng phải 5 năm rồi mình nghiệm ra cái câu mà Việt Nam vô địch ấy, nó không tốt, nó không tốt. Còn mình cảm giác là với tôi là cũng tốt thôi, còn các ông có thể là thấy tốt thì các bạn bảo con động viên con là cổ vũ như thế. Ban đầu mình nói về cái vấn đề Việt Nam vô địch đã, một tí nữa sẽ nói về cái vấn đề mà sẽ chắc chắn sẽ bị chửi về, tại vì từ trước đến nay không ai nói. Có người nói thì người ta sẽ cái chuyện con rồng cháu tiên ấy. Nick anh có 4.000 follow kênh rồi hả? Cái này thì thực ra là làm từ cái ngày xưa rồi, lúc cho con nó đi bơi. Xong rồi chả hiểu làm sao lại bỏ sang cái kênh 25.000, hơn 25.000 người theo dõi. Cái bài này xuất phát từ cái, thực ra tôi nói cái câu chuyện Việt Nam vô địch từ cái cách đây cũng lâu 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 rồi, phải 5 năm rồi. Mình bảo là ngày xưa mà mình đi bóng đá hoặc là các thứ linh tinh, xem bóng đá tivi này thôi chứ chả phải xem mày ấy, mà cứ nghe thấy cái câu Việt Nam vô địch mình cảm giác mình ngại. Ngại. Nó bản chất của cuộc sống của chúng ta thì nói thật ra là sống càng lâu thì làm sao mà cái tôi của chúng ta nó càng bớt lại. Mẹ tôi dạy từ lúc bé luôn, khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, tự kiêu một một chút cũng bằng thừa, đã ý nói là như thế. Còn chúng ta càng sống lâu càng sống dai thì cái tôi của chúng ta càng phải bé lại đấy. Chứ còn nếu mà cái câu, thực ra là ngày xưa mình thấy là đặt cái cương vị đầu tiên nhá, đặt cái cương vị đầu tiên là nếu mà đối thủ của chúng ta, ví dụ như là Việt Nam đá với cả Malaysia chẳng hạn, Việt Nam vô địch, người ta nghe thấy Việt Nam vô địch, hoặc bây giờ kể cả là các bạn là người Việt Nam nhưng các bạn hiểu cái tiếng Thái Lan hay là tiếng tiếng Thái Lan chẳng hạn, người Thái Lan người ta bảo Thái Lan vô địch, mày chưa đá hoặc là chưa ấy tí nữa rồi bố mày dãi cho mày, thì các bạn là người Việt Nam các bạn hiểu tiếng Thái Lan vô địch, nhưng mà mày vô địch với ai? Hoặc Lào chẳng hạn, ví dụ chúng ta đá với Lào bô tổ cái thằng yếu bóng vía. Mà bây giờ kể cả Việt Nam mình đá với Brazil cũng thế, các ông cũng tùy tiện, các ông Việt Nam vô địch thì đối thủ của chúng ta sẽ nghĩ thế nào? Mày khiêm tốn này đi, bố mày còn trong bảng xếp hạng FIFA à, đúng không? Mới cả tao còn trước trận là nhà cái còn đội tao còn chấp 2,5 thì kìa, 2 đất thì kìa, tao chấp mày hẳn 2 bàn thì kìa. Mày Việt Nam vô địch, còn các bạn ấy bảo đấy là cổ vũ. Cổ vũ thì trên tinh thần là thể thao, thì trên tinh thần là đoàn kết gắn bó, giao lưu gắn bó, học hỏi. Đấy là bản chất của thể thao là như thế. Có những trận bóng đá rồi nó giải quyết cả vấn đề chiến tranh ấy, gây thù gây oán với nhau, hai đội đang chiến tranh với nhau mà dẫn đến đá bóng biết là hai đội còn không chiến tranh nữa, đại ý như thế, hòa giải sắc tộc ấy. Bản chất của thể thao nó là như thế, các bạn phải hiểu như thế.
trên tinh thần tôn trọng, quý mến lẫn nhau. Nhưng khi các bạn ví dụ như là đội Thái Lan nó, hoặc đội nào đi chăng nữa, hoặc Campuchia nào là cao nhá, Campuchia nó đá với mình chẳng hạn, Campuchia vô địch, các bạn là người Việt các bạn bảo là ơi nó cổ vũ đội nhà, thế là các bạn cũng từ bi hỉ xả, ngang tội ngay từ đầu. Khi các bạn bảo ôi rồi tổ sư mày đội ta mạnh hơn này, còn thấy Campuchia vô địch, mày vô địch với ai, đội tao còn chấp mày hẳn hai trái, tí nó bố giá cho mày 7-0. Nhưng Việt Nam mình hay thế. Thì các bạn ông kia cũng nhiều tuổi, ông bảo đấy là đơn giản là chỉ là cổ vũ, nhiều hình thức cổ vũ, nhưng mà nói thật ra đến bây giờ tôi không cổ vũ, tôi xem là như là một trò chơi thôi. Bóng đá riêng tôi với tôi là nó chỉ là trò chơi thôi, nó là cái thú tiêu khiển. Ngày xưa mình còn nặng lề hơn, mình bảo bóng đá là nó là thuốc phiện dành cho quần chúng nhân dân. Nhân dân thì vẫn có thể thu nhập thấp, nhưng mà tạm thời hôm nay cứ xem trận bóng đá man miếc đá với nhau, hoặc Việt Nam đá Thái Lan, nó tạm quên cái thu nhập đấy. Nó gọi là ngày xưa mình bảo là hài nhảm với cả bóng đá với cái thứ đó. Còn bản thân thì ngày xưa thích bóng đá, nhưng nó phải có tí tiền, nó phải cá độ. Còn đến bây giờ không ấy thì xem nó mất thời gian lắm. Ngày xưa thì xem thì cứ trêu chuyện ngày xưa xem bóng đá thức đêm thức hôm, bảo mấy cái ông là mẹ ngồi xem tóm tắt mấy cả xem lúc cuối toàn tin thể thao ấy, là những ông vớ vẩn, chả phải tình yêu bóng đá chân chính gì thế nọ thế kia. Còn các bạn phải hiểu bản chất của thể thao, nó là gắn bó, nó là đoàn kết, nó là chia sẻ hiểu biết, nó là thêm tình hữu nghị thắm thiết với nhau. Còn cái từ vô địch nếu mà cắt nghĩa ra và bẻ chữ ra thì là, tức là vô tức là không, địch tức là đối thủ đấy. Còn nếu mà các bạn bảo là từ vô địch này có nghĩa là tất cả đều là bạn bè thì các bạn lại không ấy. Cái tính từ vô địch nó nếu mà ở trên cái phương diện người đối diện ấy, tức là đối thủ của chúng ta ấy, thì là từ vô địch này là theo cái kiểu gọi là các bạn kiểu nếu mà theo động viên thì đấy là ý hiểu của các bạn. Còn bản chất mà khi các bạn xem kiểu Campuchia mà nó ghi Campuchia vô địch đá với các bạn cũng cười khẩy luôn. Đấy, theo cái kiểu như thế. Còn hai đội mà cũng ấy thì bản chất cuộc sống thì theo tôi nghĩ là như mình ấy, sống càng lâu thì để cái tôi nó càng nhỏ lại, khiêm tốn. Còn từ vô địch như thế. Còn bây giờ ví dụ như là các bạn mà đội của các bạn, ví dụ như cái anh kia, anh ở Nam Định chẳng hạn, đội BK Mech cái đéo gì, đội gì Nam Định ấy, trên sân Thiên Trường, giả sử đá với đội thuốc trừ sâu Hưng Yên của tôi chẳng hạn, tôi trang biểu ngữ là Hưng Yên vô địch, các ông nhìn cảm giác nó hơi khó chịu đúng không nhỉ, cảm giác hơi khó chịu, thắng thua còn chưa rõ, mày vô địch với ai, mày còn xếp cuối bảng xếp hạng, bố mày xếp trên vô địch với ai, cảm giác nó hơi phản cảm. Còn cái việc từ vô địch xong rồi các bạn ăn nẩu Thái, ngày xưa hay có kiểu Việt Nam đá với Thái Lan là ăn nẩu Thái với cả cái gì ấy, kiểu cái bọn là VTV nó cũng sẽ nói những cái điều nhá, hôm nay được ăn nẩu Thái. Thế cái đá bóng đá thế thì các bạn phi thể thao của mẹ lên, toàn người học cao hiểu rộng chứ có phải ấy đâu, toàn kích động thôi, gây chia rẽ, nó khác hoàn toàn với cái bản chất của thể thao như tôi biết, đúng không? Các bạn cứ như là vào bóng đá trên tinh thần thượng gọi là tôn trọng lẫn nhau mà đoàn kết gắn bó rồi hiểu biết các thứ, vào toàn theo kiểu triệt hạ đối phương đi, xong rồi ăn nẩu Thái, xong rồi bên kia nó bảo là ăn thịt con rồng này, ăn thịt con rồng cháu tiên, bọn này ăn thịt hết bọn này, thì các bạn cũng cảm giác các bạn khó ngửi đúng không? Đấy, người Việt Nam mình theo kiểu con rồng cháu tiên mới tự tôn quá. Đấy, tự tôn quá, có cái kiểu ý, ngày xưa đá với Thái Lan là hay có cái kiểu ăn nẩu Thái với gì ấy. Tôi cũng tức là cái bụng tôi nó không ưng, thật. Mình chưa gì hoặc là mình chưa biết thắng thua thế nào. Tí nữa thua là lại buồn như chó cắn ngay. Còn mình thì bao nhiêu năm rồi, cái chuyện bóng đá nó không tác động được vào, thắng hay thua nó cũng chả quan trọng. Hôm đánh cờ bạn bảo vào xem Việt Nam như thế nọ kia, mình bảo mẹ xem trên cái tinh thần thể thao, thắng thua nó cũng chả quan trọng lắm đâu, tại vì cái môn ấy nó là như trò chơi, nó như ấy thôi mà. Thua rồi không ngủ được, không cay cú thế nọ thế kia thì xem là mẹ đi. Còn tôi bảo bao lần cái ông gì, ông bảo mấy ông bảo đánh cờ với ông, tôi bảo cái các ông đang nói chuyện theo cái kiểu như này là các ông rất cay cú. Mà đánh cờ mà tôi mà đánh cờ với các ông, mẹ bây giờ bản chất của đánh cờ là để giải trí, để làm quen, để giao lưu. Mẹ đánh cờ xong, hai thằng đánh cờ xong này lại cái tôi nó càng to lên thì phí cờ.
Đấy thì tôi nói với các bạn là như thế, còn cổ vũ thì các bạn có thể nhiều hình thức, nhưng đến bây giờ tôi cũng chả cổ vũ. Chuyện nó đến thì nó đến, nó đi thì nó đi, thua thì thua, thắng thì thắng, xem nó như kiểu trò chơi thôi, nó không không phải ấy. Bản thân thì nói chung là các bạn đặt nặng những vấn đề ăn thua các thứ linh tinh. Còn hôm nay thì tôi đã sợ sợ cái câu chuyện khi tôi nói những cái vấn đề đấy là tôi giải nghĩa như thế. Cái chuyện Việt Nam vô địch hoặc ăn lẩu Thái hoặc các thứ ngày xưa tôi ấy, nó làm cho cái tôi các bạn cao lên. Xong rồi người đối diện, cái người mà trung lập hoặc là cái đối thủ của các bạn, người ta nghĩ các bạn, cái tôi các bạn cao tự đại, chả ra đâu đâu thật. Còn các bạn nghĩ nó là cổ vũ các thứ này thì còn khi các bạn có con, các bạn cũng sẽ như tôi thôi. Mẹ đi ra ngoài đường cứ chấp nhận là mình 10 thì mình ở cuộc sống mình 10 thôi, cứ ra ngoài đường cứ nhận mình là 5 là 6, đỡ xảy ra những cái khác. Đấy là cách mà tôi áp dụng cho tôi và tôi bảo các con. Chứ mẹ cứ suốt ngày ra đường, mày biết bố mày là ai không, mắt cứ trợn trừng lên xong rồi không quay ai ra cái gì, xong rồi cũng vô địch, cũng cái kiểu kiểu ý gì. Nó có ra cái thể thể thống gì đâu, mày đã là cái gì ra ngoài, xong rồi đánh nhau ấy, xong rồi gây thù chuốc oán, kể cả trong nơi công sở hoặc ra ngoài, cứ ra ngoài xã hội là hạ cái tôi xuống là tốt nhất. Còn các bạn bảo là như thế là cổ vũ mấy thế nọ thế kia thì tôi cũng chả biết. Tôi bao nhiêu năm mình sống, với cả mình cố gắng, với cả dạy con dạy cái, mình muốn mong con cái nó tốt với thế hệ trẻ mình thế. Bây giờ mong thế hệ trẻ là đấy, đưa ra đường không bốc đầu bốc riêng nữa, không tháo yếm tháo yếc bắp bóp còi tung tóe. Nhưng mà nó khó đúng không? Đấy, bản thân các bạn thì đấy, ngay cái vấn đề mà Việt Nam vô địch thì các ông ấy cũng phản đối, cũng nhiều tuổi cũng phản đối. Em nói thế là không được, em lại nói linh tinh rồi. Việt Nam vô địch chẳng qua là cổ vũ thôi. Cổ vũ thì có thể có nhiều cách. Mẹ các bạn ông cứ treo mẹ tiền thưởng lên. Thật. Nếu mà trận này các ông thắng, cố gắng làm ra tiền, treo mẹ tiền thưởng. Đấy nó cũng là hình thức cổ vũ. Mà nó thiết thực. Mình nghĩ đây cái chỗ này cũng hay đấy, tại vì ai cũng thích tiền không? Đội bóng cũng thích tiền. Các ông cứ cố gắng, các ông bảo tôi nghĩ là cái này nó mới thiết thực này. Các ông thích bóng đá, cố gắng làm nhiều tiền rồi. Xong rồi mỗi trận đấu thì nói với các cầu thủ hoặc huấn luyện viên hoặc là gọi là MC ấy, tôi treo thưởng là 200 triệu hoặc 20 triệu nếu hôm nay đội Việt Nam thắng. Cổ vũ nó thiết thực hơn nhiều. Việt Nam vô địch với cái gì gì nay không có. Mẹ bây giờ mà cờ quạt là toay đấy, toay nó mất kênh này, mất một kênh rồi đấy, mất một kênh. Hôm nay các bạn mới gặp tôi ở đây. Còn tôi nói là cái vấn đề ý, sống càng lâu sống càng thêm tuổi thì làm thế nào để luyện, xong rồi tu tu tức là sửa để cho cái tôi của mình nó bé lại, càng bé càng tốt. Nó đến cái khi mà vô ngã ấy, nó không còn cái tôi nữa. Thì là thành gọi là ngày xưa mình có trêu, mình bảo mình bây giờ có phải là công dân Việt Nam thôi đâu, mình là công dân toàn cầu. Mình nhìn đến người Campuchia, người Lào hoặc là các bạn ở Thanh Hóa, nhưng mình quý bình thường như người Thanh Hóa cũng như người Hưng Yên. Nhưng bình thường khi các bạn bình thường là cứ đoàn năm điều Bác Hồ dạy là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà, dũng cảm ấy. Nhưng mà đôi khi là khi trong thể thao các bạn cay cú lắm. Đội các bạn biết không, các bạn là đội Nam Định, mẹ đá với đội Hưng Yên, bọn tôi là các bạn đã Nam Định vô địch rồi, đè chết bọn Hưng Yên. Thì bọn Hưng Yên làm đéo cái gì, môi thuốc trừ sâu rồi. Mới cả cây cảnh thấy là góp nhặt cát đá nó quay, các bạn đã không còn đoàn kết rồi. Mà trong khi chúng ta cùng là đồng bào, chúng ta cùng là con rồng cháu tiên, đấy là địa phận nước đá với, tức là Việt Nam mình đá với Thái Lan là các bạn đã định ăn lẩu Thái rồi. Bọn VTV nó đưa tin nó nói như thế. Thế là tôi thấy là như thế là không tôn trọng đối thủ và nó phản 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 cái mục đích của thể thao đấy. Ăn lẩu Thái ngày xưa các bạn thấy nhiều, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, các bạn cho đấy là cổ. Xong rồi đến khi mà đá hết Việt Nam đá Thái Nam rồi thì cái giải V-League, tức là Hưng Yên đá với Nam Định, tỉnh nọ tỉnh kia là đã thành chia chia rẽ nhau rồi. Xong rồi về, ngày xưa tôi cũng nói cái điều này nhiều rồi. Về nữa là đến huyện của các bạn đá với cái huyện hàng xóm, huyện bên cạnh cùng một tỉnh. Các bạn đã có cái tinh thần gọi là huyện tao vô địch, huyện kia đè bẹp chúng nó đi. Đó, chia chia khi các bạn đã có tâm chia rẽ rồi thì chia dần về nhà. Khi mà thôn các bạn, xã các bạn đá với xã bên cạnh là các bạn đã chia rẽ cái xã bên cạnh với xã bạn rồi. Về thôn nữa,
thôn các bạn đá với thôn bên cạnh, phường ấy, phường nọ đá phường kia là các bạn đã cho cái phường của các bạn là đúng, phường của các bạn là vô địch, phường của các bạn mới là đúng, phường kia nó thế nọ chứ. Xong rồi đến khi mà về về nhà các bạn, nhà các bạn với nhà hàng xóm các bạn đã có sự chia rẽ rồi, đúng không? Cứ chia rẽ, khi các bạn đã có tâm chia rẽ rồi, tâm phân biệt rồi thì cứ chia rẽ dần, chia rẽ dần. Thế đấy thì trong các bạn cứ bảo là chữa lành chữa liếc, nhưng các bạn có hiểu cái gì, và cũng có thể các bạn hiểu nhưng lại cố tình là không hiểu. Khi các bạn nói với tôi nó đơn giản, nó chỉ là cổ vũ thôi, thì tôi nói thật ra nếu mà bẻ chữ ra thì mấy cả mình cũng hiểu. Nếu mà nói ra cái từ vô địch, tức là không có địch thủ, chúng ta là giỏi nhất nên thế nọ thế kia, nó làm cho cái tôi nó cao lên. Mà có thể là đôi khi là dần dần mình hiểu ra ấy, mình bảo là thế không tốt. Xong rồi dần dần tôi thấy bóng đá với thể thao với các thứ linh tinh nó chỉ là cái sân chơi để hàn gắn rồi các thứ linh tinh thôi, nó giải trí thôi, tôi không đặt nặng cái vấn đề thắng thua. Xong rồi mình phải vô địch hay là mình đội kia mình phải ăn ẩu Thái hay thế loại thế kia, nếu các bạn đã có tâm chia rẽ Việt Nam với Thái Nam, xem trận này cổ vũ Việt Nam với Thái. Còn khi xem bình thường nhá, tôi phải đứng giữa cái trung lập, mình là có thể là mình là người Việt Nam, nhưng xem trận Việt Nam Thái Nam thì mình nhìn theo cái con mắt người nào. Thái Nam nó đá hay hơn thật, nó đoàn kết, nó gắn bó. Lâu lâu rồi, bao nhiêu năm mình bị như thế. Ngày xưa mình máu ăn thua lắm. Và nhìn ví dụ như Việt Nam đá Thái Lan là bố mày chỉ cổ vũ Việt Nam thôi. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn với cái ánh mắt của trung lập, đội nào thắng, đội nào thua, và thua có xứng đáng hay không, gặp may hay không gặp may. Còn cuộc chơi nó diễn ra thì đôi khi là không cay cú thật. Mình chỉ nghĩ nó là cuộc chơi thôi, và mục đích của thể thao là nó như thế nào, chứ không đặt nặng những cái vấn đề như thế. Đây còn tôi nói chia sẻ với các bạn như thế. Còn cái vấn đề mà bao nhiêu năm rồi, chúng ta sống đến như ông kia, ông cũng nhiều tuổi, ông chắc cũng phải hơn tuổi tôi. Thì cái câu chuyện mà các bạn biết là ngày xưa hôm cái live stream cách đây khoảng lâu lâu rồi. Mấy lần trước ấy có nói cái vấn đề con tôi nó cứ hỏi về vấn đề là con gà có trước hay quả trứng có trước ấy. Tôi hỏi là mày đã biết gì về nguồn gốc con người, trong khi mày là con người, bố cũng là con người, mày còn chả hiểu gì nguồn gốc của con người. Mày lại đi tìm nguồn gốc của con gà với quả trứng để làm cái gì? Mày muốn hỏi là quả trứng có trước hay con gà có trước thì mày đi ra mày hỏi quả trứng hay hỏi con gà. Tao có phải con gà, tao không phải quả trứng. Còn tôi bảo là mày là con người, bố là con người, mà cái vấn đề nguồn gốc con người từ đâu mà ra, mày khoa học nó còn tranh cãi loạn xạ cái kìa, bao nhiêu bác học với các thứ người ta còn đang tranh cãi loạn kìa, người ta còn chả biết đây, người ta còn tranh cãi loạn lên thuyết tương đối này, rồi xong rồi theo bên truyền thuyết này, xong rồi theo như bên các cái thuyết của các nước, nó đều có nguồn gốc. Mà Việt Nam mình thì tí nữa đấy là nguồn gốc con người, tí nữa sẽ nói về nguồn gốc người Việt mình ấy. Nhưng mà bình thường giới trẻ hay là giới già hay là bình thường các bạn thì toàn no là quả trứng có trước hay con gà có trước. Đai hoặc là đai ở đây thì đã xem ra nguồn gốc của người Việt là như nào không chưa, hay là cứ tin là mình đẻ ở trong cái bọc nó rồi nở ra trăm người, con người không phải tiến hóa từ khỉ từ vượn mà nở ra từ quả trứng đẻ ra trăm con. Và khi tôi nói cái điều này thì các bạn bảo mẹ tổ sư mày, mày con rồng cháu tiên mày phản thế nọ kia, một thằng này nó lại là thằng phản quốc rồi mới thế nọ kia. Tôi đi đường tôi nghĩ tôi bảo là thế, nếu mà gặp một người nước ngoài người ấy bảo là mày có phải là theo như nước mày ấy, thì là mày là con rồng cháu tiên à. Tôi bảo là tôi cũng không dám nhận, tôi bảo đấy là truyền thuyết đi, chứ còn theo khoa học thì nó như thế này. Theo khoa học thì nó có cái thuyết tiến hóa của Darwin, hoặc là theo nhân chủng học, theo di truyền học rồi các thứ mình dẫn chứng ra. Còn cái chuyện mà dân tộc Việt Nam ấy tự nhận mình là con rồng cháu tiên thực ra nó là truyền thuyết. Đấy, truyền thuyết thì các bạn này xem ra là truyền thuyết, nó nếu cắt nghĩa ra truyền thuyết nó có nghĩa là gì? Nó là cách thức truyền miệng rồi thêm phỏng tác lên. Đấy, ngày xưa là đấy, theo dõi thì nếu mà các bạn theo dõi thì các bạn đọc lại ông Nạc Long Quân đây. Ông Nạc Long Quân là thọ 300 tuổi. Thọ 300 tuổi. 300 tuổi khi nói ra thì bây giờ khoa học người ta cho là tiểu hiêu, người ta không tin. Đó, người ta bảo là giới hạn của con người mà thọ ai? Thọ là 100, tôi hay nói đấy là nghịch lý gì Felix cái với những đấy. Con người thọ, con người hiện đại này là thọ 125 tuổi là hết, là 125 hay 135 ấy.
Còn ngày xưa ông Lạc Long Quân, nếu theo như lịch sử, theo wiki người ta ấy, ông Lạc Long Quân ông thọ 300 tuổi. Xong rồi ông ấy là tiên như thế nọ thế kia ấy. Nhưng mà nếu mà theo khoa học hoặc theo thuyết tiến hóa hoặc là theo khoa học bây giờ các bạn được học thì có lẽ các bạn không tin. Ít view thì ra là một là mới, mới cả cái link này nó mới mà lúc trưa thì phát mấy trăm view. Còn cái này thì tầm tối mới cả, nói chung là nội dung hôm nay thì nói về cái vấn đề mà nó tôi cũng mong là ít nhiều vào. Bây giờ bọn chơi chơi vào nó chửi tôi mệt lắm. Mới cả ít view hay không ít view thì tôi làm hết trách nhiệm của tôi thôi. Cái chuyện nắm view hay là đông view thì làm sao mà tôi tác động được. Tôi thì bây giờ tôi bảo là mẹ, hôm nay tôi phát đây các bạn ơi vào xem, mấy các bạn chia sẻ đi thì ngại lắm. Like đi nhưng chia sẻ đi ngại. Mình chỉ biết là mình đóng góp thôi, còn ai hiểu thì hiểu, ai xem thì xem, không xem thôi. Làm sao mà gượng ép được. Còn cái vấn đề mình đọc qua đấy, các bạn hay hỏi những cái vấn đề các bạn hay tìm hiểu, như thằng cu con nhà tôi hay tìm hiểu cái vấn đề quả trứng có trước hay con gà có trước. Nào mấy ai đi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, lịch sử người Việt đấy, mấy ai đâu. Cùng lắm là các bạn nghe một ai đấy giảng xong rồi, nhưng mà giảng về cái vấn đề truyền thuyết xong rồi chúng ta sinh ra từ cái bọc có trăm quả trứng nở ra trăm đứa con và cứ tin nó là thật. Buồn cười, cứ tin nó là thật, đéo hiểu kiểu gì. Ông đi đâu cũng nhận. Thì tôi mới bảo nếu mà tôi mà gặp một người ông nước ngoài, ông mới hỏi là thế là dân tộc mày, người Việt bọn mày, Việt Nam bọn mày là đúng là con rồng cháu tiên à? Bọn tao là toàn nặn từ đất sét. theo như là bên Trung Quốc với cả các thứ là Adam Eva cũng là nặn từ đất sét, mấy cái đéo xương sống xương cụt của ông Adam này. Mỗi dân tộc nó có một cái truyền thuyết. Ngày xưa thì không có chữ viết, thế là truyền miệng cho nhau xong rồi tôi ấy lên. Ngày xưa thì ví dụ có mưa, có sấm, có chớp thì người ta không giải thích được, không người ta làm gì có khoa học. Người ta nghĩ là có sấm có chớp như này, ở trên kia là có ông thần sấm, ông thần chớp. Xong rồi các bạn xem gặp nhau cuối năm ấy, nó có cái thằng như kiểu thiên lôi ấy, gõ con ấy, là sấm là chớp. Đấy là ngày xưa cái thời không có khoa học, cũng không có thế loại thế kia, người ta không thể giải thích được. Người ta bảo có sấm như kia là chắc chắn có thằng nó cầm dùi hay có cầm cái gì ở trên kia nó gõ. Còn ở trên kia có thể là có thằng đen xì xong rồi cứ gõ. Xin phép là gọi ông thiên lôi, ông thần là lỗ. Nếu mà các bạn điều về khoa học nó chỉ là điện tích âm gặp điện tích dương cái thế nào thế kia, xong rồi nó đám mây cháy dấu cái thế nào đấy là khoa học nói thế. Thì mình là nói thật ra là dựa trên cái khoa học. Còn nếu mà bất đắc dĩ lắm thì mới dựa trên cái vấn đề tâm linh ma mãnh với cả các thứ. Như bây giờ ví dụ như khoa học nó giải thích là sấm chớp này, sấm mấy cả chớp mấy cả thế nào, sấm tức là cái tiếng. Tiếng thì nếu mà theo vận tốc âm ánh sáng nó đi trước. Sấm và chớp nó xảy ra cùng đồng thời, đáng nhẽ là nó xảy ra đồng thời. Nhưng đến với tai ta thì vận tốc ánh sáng nó đi nó nhanh hơn vận tốc âm thanh. Đấy, thế là chúng ta sẽ nhìn thấy chớp trước. Sau đấy chúng ta mới nghe thấy tiếng sấm. Đúng không? Vận tốc ánh sáng nó đến trước. Vận tốc ánh sáng nó truyền nhanh hơn không? Vận tốc âm thanh nó truyền chậm. Ngày xưa tôi bảo là bên Mỹ cái đợt năm ấy là năm mình 9 tuổi ấy, năm lớp 9 hay năm lớp 10 ấy. Mình bảo bên Mỹ nó tạo ra cái máy bay mà nó nhanh hơn vận tốc ánh sáng 3-4 lần. Cái thằng Hoàng Anh, thằng ấy nó học giỏi vật lý, nó bảo ôi rồi vận tốc ánh sáng là vận tốc giới hạn. Chả có cái mẹ gì làm gì có máy bay mà vượt qua được mấy vận tốc âm thanh ông ơi. Thế là hôm nay tôi mới bảo với các bạn là sấm chớp nó xảy ra đồng thời. Nhưng mà vì vận tốc ánh sáng nó đi nhanh hơn, thế là các bạn nhìn thấy chớp nó nhòe vạn sáng trưng. Xong một lúc sau các bạn mới nghe thấy tiếng sấm. Đấy, tiếng sấm là âm thanh nó truyền đến tai chúng ta chậm hơn. Đấy, nhưng mà nó xảy ra đồng thời. Đấy, theo khoa học là như thế. Nhưng mà vì chúng ta không được học, chúng ta không có khoa học. Ngày xưa các cụ thì cứ bảo là thần sấm, ở trên kia có ông thần sấm, ở trên kia có ông thần chớp. Đấy, xong rồi có ông bà thần gió, có cái túi. Tôi cũng chả biết là có đúng hay sai, nhưng theo khoa học thì là mình như thế. Tôi được học như thế và tôi nghiệm ra là như thế. Tôi phải theo khoa học đầu tiên. Cái gì không giải thích được mới quay ra cái chuyện bổ cau mới ma mãnh. Nhưng thường ít. Thường cái gì nó ít khoa học chưa thể giải thích được thì tôi chả. Những người bây giờ tin một bổ cau thì nó mệt.
Còn cái vấn đề mà tôi bảo cái nguồn gốc người Việt ấy, thì các bạn hôm trước các bạn tôi ngồi nó phát nai này, thế có cái bạn gì bạn hỏi bảo thế là theo anh thì ngày xưa Võ Tòng đánh hổ này, con hổ là hổ đực hay hổ cái? Ông mẹ bây giờ bản chất người Việt, cái nguồn gốc người Việt ở đâu rồi, rồi thế nọ thế kia rồi 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 từ đâu mà ra các thứ linh tinh, nếu không quan tâm thì thôi quan tâm, còn nếu đã không quan tâm thì thôi thì lại tập trung kiếm tiền. Nhưng mà toàn hỏi theo cái kiểu là theo kiểu là đánh sắm vào quốc hội ấy. Toàn quan tâm những cái rất là vớ vẩn. Thì nếu mà theo truyền thuyết thì các bạn phải xem là truyền thuyết nó là cái gì, nó là những câu chuyện truyền miệng xong được thêm thắt. À, giống như kiểu thần sấm thần chớp hay các thứ linh tinh ấy, người ta không dùng cái ánh mắt khoa học các thứ, nó cứ truyền miệng thì cứ nên tam sao thất bản ấy, là cái câu chuyện nếu theo khoa học thì nó không đúng đâu. Khoa học đến bây giờ ấy, làm mẹ thì có ai đẻ 100 quả trứng rồi lở ra thế nọ thế kia, còn đấy là truyền thuyết thì các bạn biết là truyền thuyết thì nó có những cái màu sắc để nó làm cho đấy. Còn bây giờ đến bây giờ thì các bạn vẫn đi đâu và khi nói với các con các thứ, nhưng khi con tôi nó hỏi tôi là theo bố thì cái hoặc là bố ơi tại sao mà mình là đồng đồng bào, thì mình bảo là theo truyền thuyết thì ngày xưa là ông Kinh Dương Vương ông ấy đẻ ra ông ạ, ông Kinh Dương Vương xong rồi ông đẻ ra ông Nạc Long Quân, ông Nạc Long Quân lấy bà Âu Cơ. Xong rồi khi ấy vào thì khi mà hai người gặp nhau thì đẻ ra cái bọc bọc xong rồi nở ra trăm trứng, thì chúng ta ở trong một cái bào thai cùng với nhau thì gọi là đồng bào cùng một cái bào thai. Còn đấy là truyền thuyết, tôi phải nhấn mạnh đấy là truyền thuyết. Còn khoa học thì theo nhân chủng học mấy cái loại thế kia thì người ta cho rằng là người Đông Nam Á xuất phát từ bên châu Phi nó kéo sang, có một thuyết khác thì từ Indonesia kéo lên. Đấy, nó đi qua thế nọ thế kia đấy thì các bạn ấy. Còn bản chất thì tôi bảo là tôi sẽ bảo với con tôi là ngày xưa các cụ là từ thời đồ đồng đồ đá truyền miệng, với cả nói chung là bây giờ người ta khảo nghiệm thì cái vấn đề ấy thì con phải tự lên wiki hay là con tự lên Google để con search, chứ bố bây giờ cũng lơ mơ về vấn đề lịch sử ấy lắm. Nhưng mà tôi phải nói nhấn mạnh với các bạn là đấy là theo như là truyền thuyết mấy cái thứ thì người ta nói là chúng ta là con rồng cháu tiên mấy cái thế nọ cái kia. Còn nếu mà người nước ngoài hỏi tôi hoặc con tôi hỏi tôi thì tôi bảo đấy là truyền thuyết. Còn bố tin khoa học hay là bố phải dựa vào khoa học đầu tiên, nhưng bố không tin những cái chuyện truyền thuyết các thứ. Mà truyền thuyết thì bố hiểu là người ta thêm mắm thêm muối thêm thắt vào để người ta nhân cách hóa, người ta thần tượng hóa. Đấy 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 thì là con phải tỉnh táo. Con phải lớn lên thì con phải biết là theo khoa học thì là con người ta đẻ là đẻ 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 ra ra con chứ không đẻ ra trứng. Còn ngày xưa thì nói thật ra khi mà mình tìm hiểu về các cái vấn đề về 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 đạo đức các thứ ấy, à, ngày xưa mình không giải thích được, ngày xưa có thể là còn nếu mà theo khoa học theo các thứ người nhiều cái nó ấy lắm. Có thể là có những cái thuyết là ngày xưa chúng ta nguồn gốc của chúng ta là thần chuyển sinh xuống cơ. À, xong rồi có thể là còn tôi thì tôi vẫn tin là ví dụ như bây giờ chúng ta là 8 tỷ người, nhưng mà chúng ta bây giờ chiến tranh hạt nhân này xong rồi nổ lò phản ứng hạt nhân này xong rồi thiên tai địch họa thế nào 8 tỷ người, nhưng mà chết ví dụ như ở ở tôi ấy cả cái làng này nó chết hết chỉ còn ba bốn ông thôi, ba bốn ông. Xong rồi tôi bảo là cái điện thoại tôi đang dùng như này, nhưng mà những cái ông dùng sản xuất điện thoại mấy cả làm điện làm điếc làm mạng làm điếc ông ấy toi hết rồi. Thế là tôi có điện thoại nhưng mà 2 3 ngày sau thế là không có ai bảo trì đường mạng với cả đường điện, thế là nó hỏng hết. Thế sau một thời gian là con chó con lợn con yếc nó đói nó đuổi mình chạy cút cong đuôi, thế mình phải chui vào hang, xong dần dần quần áo nó cũng mục hết. Thế mình thì mình bảo là đấy quá khứ mình dùng điện thoại nhưng có biết sản xuất điện thoại đâu, có biết làm ra mạng đâu, có biết tạo ra điện đâu. À, sản xuất ra lửa thì chỉ biết kỳ kỳ như này thôi, còn bây giờ bật lửa hết ga rồi thế biết làm thế nào đường điện. Thế là chúng ta thành ra là một làng này đấy có còn 2 3 người, chúng ta kết hợp với các làng khác và quy tụ lại để quần cùng nhau cho nó đông vui đấy. Đấy thế thành ra là xong rồi từ đấy chúng ta kết hợp với nhau, xong rồi có cả thế giới có khoảng tầm 5.000 người, xong rồi cứ mỗi nơi một nơi trẻ châu Âu châu Mỹ châu Mỹ các thứ ấy mỗi nơi tản mát, xong rồi chúng ta kết hợp lại xong rồi lại thành ra mấy nghìn người, chúng ta lại đấu đá để tranh giành thịt tranh giành thức ăn rồi tranh giành lãnh thổ các thứ, xong rồi lại mấy nghìn năm sau lại đến như bây giờ. Đấy, mình hiểu như thế, còn nó rõ ràng nó lặp đi lặp lại, nó giống như cái chu kỳ một năm ấy, xuân hạ thu đông lại xuân hạ thu đông ấy,
nên đến khoảng tầm đến cái giai đoạn này là bắt đầu lại đấu đá, lại dùng bom hạt nhân đấm ra nhau rồi. Ông Anh Tây ông có nói là tôi không biết là chiến tranh thế giới thứ ba hay là chiến tranh thế giới thứ tư là dùng vũ khí gì, con người ta dùng vũ khí gì để đánh nhau, mà chắc chắn là chiến tranh thế giới thứ thứ tư à, người ta dùng gậy gộc để người ta đánh. Tại vì lúc lúc cái chiến tranh thế giới thứ ba nó dùng bom hạt nhân hết rồi, thế là tất cả nó tan vỡ hết rồi. Thế là chúng mới chỉ còn đến cái chiến tranh lần sau là chỉ còn gậy gộc để đánh nhau rồi. Ông cũng bảo thế đấy. Còn cái mà mình khá tâm đắc là cái câu ngày xưa tự nhiên mình tình cờ mình gặp. Từ tình cờ, không còn cái hình này về sau mình tra thì nó là khuyết danh, nó là ngạn ngữ của Trung Quốc hay ngạn ngữ của đâu ấy. Đọc ngàn chương sách. Đọc cả ngàn quyển sách, đọc cả ngàn chương sách, cả vạn câu từ, chẳng qua là cũng chỉ để lừa người và tránh bị người lừa mà thôi. Lừa là lừa cao. Đọc cả ngàn chương sách, cả vạn câu từ, chẳng qua là cũng chỉ để đi lừa người và tránh bị người lừa mà thôi. Đọc nhiều, học nhiều, trải nghiệm nhiều đấy, nhưng mà có thể là nó không 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 ấy, mà có thể bây giờ là đọc nhiều thì để giúp người, giúp đời, giúp cho người khác, cho cái trải nghiệm của mình. Đấy, chứ còn cái câu ấy nó cũng khá tiêu cực. Nhưng mà nghiệm ra, đọc cả ngàn chương sách, cả vạn câu từ, chẳng qua là cũng chỉ để lừa người và tránh bị người lừa mà thôi. Nhưng bây giờ các bạn không đọc nhiều thì con rồng cháu tiên các bạn cũng tin, nhưng mà hóa là nó là truyền thuyết, và đôi khi các bạn không biết nó là truyền thuyết, thế là người ta nói các bạn cứ xác định là nó đúng thì nó khó. Dầu ở đâu đấy, dầu nó mua cái loại đéo gì ở trên TikTok đấy. Còn tôi nói thì tôi sợ hôm nay gây tranh cãi cho nên mình chỉ lơ mơ nói thế thôi, chứ còn sâu xa ra nó nói về lịch sử người Việt mấy các thứ thì thực ra ít người nói nhỉ. Nói về cái vấn đề này các bạn phải tự tìm hiểu, chứ còn cũng có ai nói đâu. Người ta xác định luôn, các bạn có hỏi là nguồn gốc người Việt mấy cái thứ thì người ta nói luôn là ngày xưa Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, xong rồi đẻ ra trăm trứng, xong rồi 50 anh xuống biển, 50 anh lên núi, xong rồi các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Xong rồi rõ ràng là đây nhá, trong lịch sử của nước Việt Nam mình ấy, tôi có thể là họ khác họ Nguyễn này cơ, nhưng mà cứ mỗi lần ví dụ như mình là họ Trần chẳng hạn. À, Trần nhờ hát, xong rồi sau đấy sau cái đời vua Trần là vua gì đấy lên ngôi ấy, người ta tìm họ Trần, tìm hoàng thân quốc tích nhà Trần để người ta tiêu diệt. Đất nước mình là có bao nhiêu lần đổi họ rồi đấy, quy mô rất kinh, các bạn có hình dung không? Ví dụ như bây giờ mình họ Hồ chẳng hạn đang bị họ họ gì đấy người ta đã chiếm ngôi ấy, thế là người ta tìm mọi cách tìm họ Hồ để người ta tiêu diệt, người ta tránh cái mầm mống bạo loạn, rồi tránh cái mầm mống để lật đổ chính quyền của người ta ấy. Người ta tìm họ Hồ, thế là tất cả họ Hồ với họ Trần đấy, tôi nói như thế, người ta phải đổi họ sang họ khác. À, thế thì bây giờ nguồn gốc của mình bây giờ họ Nguyễn này hoặc họ Nguyễn Lê này, nếu mà đời mấy đời, năm sáu đời hoặc bảy tám đời hoặc chục đời, bọn nhà tôi vẫn có ở làng tôi hay là ấy là vẫn có làng có vẫn có nhà thờ họ, nhưng mà các cụ mới là nói với mình truyền ra phả ra phiếc như này, nhưng trước đấy thì có lẽ không thể ấy được, đúng không? Chia ra bao nhiêu nhánh, còn muốn nói ra thì nó cũng nhức đầu. Với cả nói chung là nếu mà tìm hiểu cái vấn đề ấy, nó thì nó thiết thực hơn so với cái vấn đề là quả trứng có trước hay con gà có trước, đúng không? Thì đấy là cái vấn đề mà mình nói cái vấn đề, nhưng mà cũng sợ nói cái vấn đề con rồng cháu tiên thì từ trước đến nay hầu như cái người xem người ta đều mặc định, mà mình mà bây giờ bảo cái câu chuyện con rồng cháu tiên nó là truyền thuyết, người ta có thể người ta cũng biết, nhưng mà người ta có thể người ta cho mình là phản động, đúng không? Tha cho anh chưa à, huấn hoa hồng ra cho anh chưa? Bình thường đúng không, cái có cái gì đâu. Huấn hoa hồng thì bây giờ nói chung là mình mấy cả huấn hoa hồng thì cũng chả có ấy gì. Biết nong chín ngón không, anh bình luận đi. Thì là tôi nói thật ra là tôi ngại việc là đánh giá hoặc là bình luận về người khác. Tôi có một cái lần mình tự nhiên mình tình cờ mình xem được cái video của Long Chín Ngón bóc phốt à bóc cái outfit đâu phía kì. Tôi đánh giá là bây giờ giang hồ mạng thì người ta thật thà hơn, người ta thật thà hơn, tức là không còn cái kiểu gọi là lỗ lỗ tung trời tung đất nữa. Người ta bây giờ đi theo cái có thể đi theo cái đường lối là nó thật thà, nó thật thật như mình ấy, mình cũng thật thà, tức là có sao nói vậy, không nổ như ngày xưa.
còn cái dáng đi của Long Chí Ngón thì nó như kiểu là thiếu thiếu đầu gối ấy, cứ thẳng 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 tưng ấy nhỉ. Cách đi là ở tôi có một cái ông là gọi là anh chân thẳng, cái đéo anh này này mà bị làm sao ấy, mà ông ấy đi vệ sinh ngày xưa ông, nhưng ông chạy nhanh lắm, ông đi vệ sinh ông cũng thẳng mẹ tưng, là ông ấy không gặp được chân chân ông ấy gọi là chân thẳng ở làng tôi có cái ông như thế. Còn cái nói chung là nói về Long Chín Ngón hay nói về những người khác thì mình có tiếp xúc đâu, mình cũng có theo dõi đâu, mình có biết đâu. Nói với người ta đúng thì đúng, không đúng thì chết à. Mang tiếng là nó khó. Còn cái vấn đề mà các bạn theo dõi ai hay thế nọ thế kia thì nó là mai sau, nó theo dõi ai, tức là các bạn theo dõi ai thì dành thời gian cho người ấy, mất thời gian này. Cái thứ hai nữa là sẽ bị ảnh hưởng. Tốt nhất là nên chọn người nào mà thứ nhất là các bạn đang, tức là các bạn đang có cái nỗi đau về vấn đề gì, nên theo dõi cái người người ta giải quyết được cái vấn đề ý. Nếu bây giờ mà các bạn đang thu nhập thấp, nên tìm ai người ta giải quyết cho các bạn cái vấn đề, người ta chia sẻ cho các bạn cái vấn đề mà làm sao thu nhập các bạn cao. Có thể là giải quyết được luôn, cũng có thể là cái kỹ năng mềm. Đấy, chứ còn nếu các bạn ai các bạn cũng theo dõi cả Long Chín Ngón rồi Khánh Sở Cai mấy cái nọ thì mất thời gian lắm, thật. Tôi đến bây giờ tôi nghiệm ra là thời gian nó là vàng. Mà các bạn mất thời gian như thế thì mất vàng ấy. Xong mai sau thì cứ ai ăn đấy no, ai tu ấy trứng thôi. Các bạn theo dõi như thế, dành thời gian như thế thì mai sau các bạn thu nhập thấp thì kêu ai. Còn tôi nói thì có lẽ bây giờ các bạn ấy thôi, nhưng mà các bạn không đồng ý đâu. Nhưng mà cứ khoảng tầm 30-35 thì các bạn xác định như thế. Khi các bạn phải tự nuôi sống bản thân, thậm chí phải nuôi con, nuôi vợ, có gia đình, các bạn sẽ nghiệm ra bao nhiêu năm các bạn theo dõi Long Chín Ngón với cả Khánh Sở Cai với Huấn Hoa Hồng chả giải quyết cái mẹ gì. Nếu mà theo dõi người ta xong rồi thấy người ta có cái điểm này mình có thể học được, bắt chiếc được. Thu nhập của Long Chín Ngón bây giờ 50 triệu thì bố muốn như Long Chín Ngón thì bố theo dõi Long Chín Ngón thì là tốt, học theo cái đường ý. Nhưng mà nói chung là tôi nghĩ theo cái cách của tôi và cái tôi nghiệm lại thì các cái người mà tạo nội dung không theo cái kiểu mà không mình nói mẹ chính pháp đi, cứ nói chính pháp đi, tức là pháp là con đường, pháp là cái ấy, pháp nó là, nếu mà dịch ra thì là pháp Phật, pháp tăng, pháp nó như kiểu sách ấy, pháp nó như sách ấy. Chính pháp tức là sách nó đúng, theo đúng. Còn tà pháp tức là cái sách nó sai, tay sách nó đi bên trái. Đấy, thì dẫn đến một cái kết quả nó không có hậu, tức là nó không có hậu, tức là không có cái sau ấy. Một là nếu mà không bị vi phạm pháp luật, không tù tội, thì hai là mai sau cái đối tượng phối ngẫu của người ta hoặc con cái người ta, đấy là cái hậu. Tương lai 20 năm sau hoặc 30 năm sau, khi người ta 60 tuổi, khi các bạn hỏi những cái người giang hồ ấy thế nọ thế kia, đấy những cái năm ấy thì người ta ngại lắm. Chính tôi đây còn nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng ngại. Mà rõ ràng là mình làm những cái nội dung mà mình cũng từ cuộc sống mình đi ra ấy. Mình làm những cái gì, suy nghĩ cái gì, các bạn hỏi tôi trả lời thật. Mình còn ngại bỏ mẹ lên nữa là tâng bốc nói phét, xong rồi lổ tung trời, xong rồi toàn cờ bạc rượu chè mấy trai gái, xong rồi toàn nhúng nha nhúng nhảy, xong rồi thứ nọ thế kia. Tại vì tôi nghĩ là cái gì nó chính là, tức là mai sau mà con mình có con có cái, con cái nó đi theo cái hướng như thế, thì mình có ngăn cản hay là mình có đồng ý hay không. Nếu mà mình thấy là mình đồng ý, tức là cái nó chính. Còn nếu mà thấy nó chơi, ví dụ mình đã từng chơi cờ bạc, mai sau con nó chơi cờ bạc thì mình, nó hỏi mình hay là mình thấy nó như thế thì mình bảo là chơi cũng được, chơi giai đoạn đầu, nhưng mà con phải biết điểm dừng. Đấy, chơi để trưởng thành, chơi để cái gì cũng biết, nhưng mà phải có điểm dừng. Dừng lúc nào? Đấy, dừng khi hết tiền hay là thế nào hay thế nào. Nhưng rõ ràng trong một cuộc đời thì tôi cũng nói từ nãy ấy, thì các bạn phải có những cái dư vị, các bạn phải có những cái vấp ngã, các bạn phải ấy thì các bạn mới trưởng thành lên được. Nên theo dõi hôm mai sau thấy nó vô nghĩa thì các bạn rút ra là thế là mà tôi năm nay đã 40 tuổi, hay là như Bác Đa bảo tôi năm nay đã 70 tuổi rồi. Tôi rút ra ngày xưa theo dõi toàn giang hồ mạng thôi, chúng nó chả thiết thực gì. Đấy thì các bạn phải ấy. Còn tôi trải qua rồi và tôi biết là bây giờ thời gian của mình quý bỏ mẹ, nên bây giờ đi theo dõi vua quạt, ai mình theo dõi thì làm gì có sức.
mình chỉ tổng kết ra là có khoảng ông này ông đang nói về đạo Phật thì mình theo dõi những cái vấn đề, hoặc vấn đề về về vũ trụ, về tâm linh thì mình theo dõi một hai người điển hình thôi, thời gian đâu mà làm sao mà cái đéo gì ai mình theo dõi được, đúng không? Còn các bạn muốn học theo người ta thì cái nhìn cái gương của người ta hoặc cuộc sống của người ta hiện tại thì các bạn đánh giá được mai sau của các bạn. Tôi nghĩ các bạn phải có ước mơ nó cao vời hơn như thế. Chỉ có mỗi nghĩ như thế. Còn tôi bảo thật là mỗi người tạo nội dung nó có một cái tệp khách hàng nó khác nhau. Tôi hôm nay có mấy ông ở trên Facebook, có ông cùng Dũng, ông riêng gì ông cũng mua cây hồng ấy, cũng kiếm được tí. Kiếm được tí thì nó thật ra là bản chất thì cũng là kiếm tiền. Nhưng còn nếu mà so cái kênh của tôi với các cái kênh khác ấy, như các cái kênh mà người ta chơi game chơi viết, mà nếu mà như tệp khách hàng của tôi ấy, thì người ta kiếm bấm. Tôi mà cứ các bạn cứ tôi không hình dung ra luôn là nếu mà tôi có 1 triệu người theo dõi thì tôi kiếm bao nhiêu tiền. Tôi hỏi bảo cái Thủy ấy, mình mà 1 triệu người theo dõi theo kiếm tỷ một ngày luôn đi, thật mà chỉ quay cây thôi, một video đề xuất thôi mà bán đã tới tấp rồi. Chẳng qua là cái phân khúc của cái sản phẩm của tôi nó không thể có triệu người theo dõi được. Nhưng mà phân khúc cái cây của tôi với những cái cây triệu, tiền triệu là 1 triệu người theo dõi thì Việt Nam mình nó lên thiên đường luôn rồi. Không như khổ lỗi toàn ông thu nhập 5-7 triệu thì phần đa toàn xã hội thu nhập người ta thì cứ tầm ý, thì làm sao mà người ta theo dõi mình nhiều được. Tôi phải chấp nhận là khi mình làm nội dung hoặc cuộc sống của mình, sản phẩm của mình, cách mình ăn nói, nội dung mình làm không thể có lắm người theo dõi được. Muốn lắm người theo dõi thì lại hở vú ở V xong rồi ngồi xong rồi toàn làm trò của khỉ. Nhưng mà những thế thì những cái người ta đã là khách hàng của tôi nó chạy hết. Thật. Đầu tuần năm nay có 86 rồi. Năm nay con hổ, năm nay là 38, 39 tuổi. Tôi thì ông kia ông hỏi là ông bán cây gì thế, thì nó là hàng cây cảnh các bạn ạ. Hàng cây cảnh, cây công trình với các kiểu. Bán cây thì bị bom hàng nguy hiểm, tôi có bao giờ ấy đâu. Thực ra là cái vấn đề bom hàng của bọn tôi thì không có cái chuyện là ship code, bọn tôi phải đặt cọc. Đấy, mà nhưng mà đặt cọc vẫn có chuyện bom. Nhưng mà cái sản phẩm của bọn tôi không thể cho người ta theo kiểu ship code được. Còn tương lai thì tôi không biết. Tương lai thì rõ ràng là đến một cái tương lai nào đấy thì bán cái hàng thì nó vẫn là cho ship code, nhưng mà riêng hàng cây cối đến tận bây giờ thì như kênh này làm ấy, thì các bạn muốn mua cái gì các bạn phải có đặt cọc. Chứ không có chuyện là không đặt cọc mà gửi cây đi được. Tại vì cái cây nó không như cái sản phẩm mà thôi, không nói về cái vấn đề cây cối với này kiếm tiền kiếm tiếp nữa. Ở cái bài này để tôi đọc tiếp các cái bình luận của các bạn. Ông biết đủ là được, nhiều thuế thu nhập cá nhân nằng nhằng lại bế đi ngay. Thực ra như hàng nông nghiệp thì tôi ngày xưa tôi có chia sẻ với con Huấn. Cái hàng nông nghiệp của bọn tôi thì không nó vẫn là thuộc diện là miễn thuế thu nhập. Và nó không như vô quạt. Vô quạt thực ra là các cái vấn đề các cái hàng mặt hàng của nó thì nó liên quan đến cả vấn đề thuế má này, xong rồi giấy tờ này, xong rồi kiểm định. Nhưng mà hàng cây cối của bọn tôi thì cái hàng nông nghiệp ấy vẫn là được nhà nước theo kiểu miễn thuế. Nó không phải lo những cái vấn đề là quá hạn sử dụng này, trong nguồn gốc xuất xứ mẻ ở đâu. À, các bạn hình dung chưa? Ngày xưa tôi chia sẻ với con thằng Huấn như thế, con Huấn nó thích đấy. Về sau là nó mua cây túi bụi rồi, chả biết là nó trồng nhà thờ hay nó định kinh doanh. Trong nông nghiệp là các bạn biết là nhà nước là ưu đãi những cái vấn đề ý. Không bị cái vấn đề thuế thu nhập, chưa bị cái vấn đề thuế thu nhập. Trừ khi các bạn tạo công ty, lập công ty cây xanh, có hóa đơn đỏ, có các thứ thì sẽ bị. Còn theo cái kiểu tư nhân xong rồi bán bao nhiêu thì nhà nước làm sao kiểm soát được, đúng không? Mà cái vấn đề nông nghiệp nó vẫn là miễn thuế. Ngày xưa các ông cứ bảo là phải cho đội thuế vào để đánh thuế cây lan đột biến. Việc mua bán lan đột biến này, lan đột biến nó là mặt hàng nông nghiệp. Nhà nước mình bao nhiêu năm không phải tự nhiên mà cây lan vào đánh thuế đấy, cây lan. Nó là mặt hàng nông nghiệp, ấy, dầu xi riêng thế. Thích thì người ta bán 80 mà gặp khách thì người ta bán mẹ 200 này vào mà đánh thuế. Hàng mặt hàng nông nghiệp người ta không thể ấy được. Các bạn hình như đây, anh hôm nay qua coi như mày là thằng nào, có cây hồng nào không? Hôm nay cái Thủy nó quay hồng nhất các thứ đây.
để xem các bạn có cái vấn đề gì để hỏi em nhá. Hôm nay nói chung là tôi cũng định nói cái vấn đề nó sâu sâu của con rồng cháu tiên với các thứ. Hôm nay chỉ giải đáp cái vấn đề là Việt Nam vô địch thôi. Còn tiêu đề mà chữa lành chữa niếc thì thực ra là tôi sáng thì tôi có nói, trưa tôi có nói rồi. Tôi nói là cái nguồn gốc của cái từ thuật ngữ chữa lành này thực ra mình biết cũng phải chục năm rồi. Nhưng tầm năm 2019 ấy, khi mà dịch Covid nó xảy ra thì lúc ấy là nó cảm giác cuộc sống nó mong manh ấy, sự sống sự chết nó mong manh. Thế là cái ý thì với cái bọn tôi ấy, cái cộng đồng của bọn tôi là hay tìm hiểu cái vấn đề chữa lành. Đấy, xong rồi từ cái năm 2019 ấy, thế là nói là như thế chứ không phải nó nở rộ mới có 1-2 tháng hay mấy ngày gần đây. Tôi cũng chả biết là gần đây cộng đồng cứ nói chữa lành chữa niếc thì tôi, xong rồi không gian chữa lành cái thứ thì tôi không biết là xuất phát từ đâu. Nhưng mà thường là các bạn cũng không hiểu cái vấn đề là chữa lành, bản chất của chữa lành thì các bạn phải có vấn đề. Các bạn đang bị tổn thương. Các bạn đang bị khúc mắc, bị bế tắc. Thì các bạn tìm đến cái nơi nào nó chữa lành. Hoặc đôi khi thì các bạn không biết bắt đầu từ đâu. Đấy. Nó đang luẩn quẩn lang thang xong rồi bế tắc. Mất phương hướng. Đôi khi có những ngày thì mình có những ngày không biết là phát triển thế nào hoặc là xem cái gì hoặc thế nào thế kia thì lúc ấy thì có thể là mình trong một cái ở như ở kênh bây giờ nếu mà trong tất cả các ứng dụng thì tôi dùng YouTube là nhiều. Ở trên đấy thì các video mà tôi không có thời gian thì tôi thấy cái nội dung cái tiêu đề này hay hoặc là có những cái kênh mà mình theo dõi hay là thế nào kia thì mình kích vào cái là xem sau. Khi nào có thời gian thì mình xem hoặc là review phim, những cái bộ phim. Đôi khi thì mất niềm tin trong cuộc sống hay là không có, tự nhiên nó bế tắc. Thì lúc ấy mình tìm lại những cái mà mình đã đánh dấu, những cái để xem sau, những cái mà mình lưu vào là phim hoặc là thế nọ thế kia để mình xem. Xem nó tự nhiên lại có ý tưởng, nó kiểu nó bế tắc ấy. Thì lúc ấy các bạn thường là gặp những cái vấn đề ý thì là các bạn đi chữa lành hoặc là các bạn dùng thuật ngữ chữa lành. Thế này để tìm ra cái hướng hoặc là ví dụ cãi nhau với người yêu hoặc cãi nhau với sếp hoặc thu nhập không mong muốn nó kiểu như thế thì nếu mà theo đạo Phật thì nó gọi là khổ thì trưa nay sáng nay cũng ấy rồi thì các bạn có thể lên mạng hoặc là các bạn tìm cái tứ diệu đế tức là bốn cái điều màu nhiệm, bốn cái chân lý màu nhiệm. Đấy là bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật dành cho năm anh em Kiều Trường Như. Nó áp dụng tầm 2600 năm nay rồi. Chứ không phải bây giờ mới dùng cái thuật ngữ chữa lành để áp dụng. Còn có thể đấy là theo đạo Phật hoặc không thì các bạn theo phương Tây. Phương Tây thì có các cái trường phái triết học khác để các bạn đấy. Chứ còn bây giờ nếu mà nói chung là các bạn gặp vấn đề lên mạng khéo người ta còn thu tiền để ấy. Còn thực ra bản chất thì tôi vẫn hướng tới là ở bên trong, từ bên trong đi ra bên ngoài. Bản chất vẫn là ở các bạn. Đấy, các bạn bị vấn đề thu nhập thấp hay là vấn đề đứa nọ bỏ đứa kia hay là thế nọ thế kia hoặc là vợ nó ngoại tình, vẫn quay đến là trách chính mình có cái vấn đề gì, hoặc là cảm giác là nếu mà theo như ấy thì theo như đạo Phật thì hết duyên. Đấy, đã trả nợ xong. Đấy, trả nợ xong thì người ta đi thì mắc nợ với ai thì này mối quan hệ khác. Còn đấy là cảm giác đến khi mà mình như mình là buông, nắm được thì buông được. Cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Thấy cái chết nó nhẹ nhàng. Ai chết thì bây giờ người thân mình mất thì mình cũng chả đau khổ. Tại vì nó là quy luật khách quan mà. Có đến thì có đi, có lên thì có xuống. Đấy. Mình đã xác định từ cái năm mình tầm này tuổi rồi. Là con người sinh ra trên đời thì có đến thì có đi. Khi nào gặp chuyện người thân hay thế nọ thế kia mà có chết đi thì hoặc là có mất đi thì không buồn quá mức. Ai buồn quá mức cứ còn trả việc mẹ thì phải tỏ ra là mình buồn trong khi mình không buồn cả. Để người khác người ta đánh giá mình là hiếu thảo hay thế nọ thế kia thật. Mình nghiệm ra như thế. Còn buồn thì ngày xưa mình còn bảo mấy đứa bạn là sao mẹ mới mất có 1-2 ngày mà không ấy phải tao thì mẹ tao phải mang chăn mang chiếu ra mộ tao phải nằm ở đấy. Đấy nằm đấy. Nhưng mà nói thế thôi tại vì chuyện nó chưa xảy ra. Còn tất nhiên là đến bây giờ thì tôi thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng. Từ tiền bạc, con cái, rồi vợ, rồi các thứ. Tại vì mình đánh giá là những cái mà nó không phải là ở bên từ bên trong của mình. Thậm chí là đến một cái giai đoạn mà nhiều khi mình còn nghĩ bỏ cái tôi
nhưng mà đến một phải mức cao lắm, mức cao lắm thì mới thế. Thế thì mình nói cái vấn đề là Việt Nam vô địch thì ông kia ông cự, nhưng mà rõ ràng là tôi với ông ấy khác nhau. Ông ấy còn nghĩ là cái từ Việt Nam vô địch nó chỉ là cổ vũ, với cả có thể là các bạn không không giáo dục con cái như thế thì mai sau con cái nó cứ dần dần cứ ra ngoài đời nó thấy cái tôi nó to lên. Đúng rồi, có thêm tí chức tí quyền, thêm tí tiền nữa thì ra ngoài đường là cứ mày biết bố mày là ai không thì nó không tốt. Cứ cái kiểu mày biết bố mày là ai không là một thằng chết một thằng đi tù. Xong rồi lại mất chức mất quyền rồi cũng chả đi đến đâu. Cho nên ngay cái vấn đề ngày xưa mình mới là muốn như thế này này thì nhiều người đến tận bây giờ vẫn bảo là mày hèn. Mấy thế loại kia, nếu mà phải trong cái cuộc sống này mà chỉ có mỗi mình tôi thì tôi xiên tất. Nhưng khổ lỗi là ngoài tôi ra còn có con, có công việc, có anh, có em, có mẹ, có vợ. Còn tôi còn phải nghĩ ra nhiều cái sau, tôi còn nhìn cái hậu như có phải như các ông mẹ. Bố mẹ thì kệ, các ông lớn thì lớn, trời sinh voi ắt sinh cỏ. Mỗi lần con về là gia đình lại lo ngay ngáy, lại sợ mất cái máy bơm. Thì các bạn nghĩ là các bạn ăn được ai là ra đấm luôn, cùng nắm bố mày đi tù. Thế, nhưng mà tôi đây còn nhiều cái để mất. Làm sao mà mình manh động gặp ai mà trướng tay gai mắt là mình chửi không, mình đấm lại được. Mà sức mình thì gọi là vớ vẩn ấy. Hoặc là cậy là có tiền thì không làm được thì thuê. Cái gì không làm được thì thuê. Nhưng mà mình phải nghĩ là thuê thì mình cuối cùng mình cũng lại dính dáng ở cái này. Gọi là mẹ được việc lọ thì mất việc kia. Tôi còn nhiều cái để mất cho nên tôi phải đắn đo, tôi phải tìm cái cách xử lý như nào thì nó tốt nhất. Đấy, chứ không như các bạn nghĩ là thằng ấy nó hèn như thế nọ kia. Đến bây giờ nhiều người vẫn nghĩ thế. Phải tao thì mới phải em thì. Nó thế thì bây giờ mày mới thu nhập thấp. Nếu phải mày mới thu nhập thấp xong rồi cuộc sống chả ra đâu. Mẹ tứ xứ nang trang. Đấy thì tôi nói với các bạn này, nói chung là trong khi mà xảy ra một cái biến, nó tùy theo hoàn cảnh, nó tùy theo cái tính cách. Một ván cờ tướng cũng thế, có người thích đôi công máu lửa, có người thì thích là thủ chắc. Rồi sau đấy nhìn thấy sơ hở của đối phương mới tấn công, nó tùy theo tính cách của chúng ta nữa, nó còn tùy theo hoàn cảnh nữa. Hôm nay là bố nhìn thấy thằng kia cũng hùng hổ cho nên thôi hôm nay hòa cũng được, mai thì thắng. Nó còn đấy chứ, tôi còn con còn cái còn công việc còn bao nhiêu thứ để mất, nên mình không thể manh động được. Kể cả trong các cái buổi nói chuyện này thì thực ra mình không chuẩn bị đâu, nhưng mà mình cũng phải kiểm soát được là dừng chỗ làm. Đấy, cái Thủy nó lúc nãy nó bảo là anh hay bị kích động. Anh hay bị người ta kích động. Lúc nói về hôm nay bạn kia bạn còn yêu cầu. Hôm nay bạn lúc ấy bạn ấy yêu cầu là anh nói về hay là mày nói về các nhà sư đi. Chủ đề đang hot. Thực ra là sư thì ngày xưa mình còn theo dõi nhiều sư. Đến bây giờ tôi phải nói thật với các bạn, tôi không theo dõi ông sư nào cả. Không theo dõi ông sư nào. Mình không theo dõi ông sư. Có mỗi theo dõi cái ông gì ở bên Ấn Độ ấy. Ông gì ông quấn khăn. Nhưng mà có hai cái kênh của ông ấy, là một là kênh tiếng Việt, hai là kênh tiếng Anh. Cái ông gì ở bên Ấn Độ gọi là như kiểu thiền sư ấy, theo cái ấy. Nhưng mà thực ra gọi là theo dõi, nhưng mà có ấy đâu, có xem video của người ta đâu. Chắc là bây giờ nhắc nhưng tí nó lại ra lại hủy theo dõi. Nữa ông ấy là cái như kiểu là ông ấy là theo như kiểu mình so sánh ấy là ông thiền sư. Ở Việt Nam mình ngày xưa thì còn theo dõi nhiều sư, ông Nhật Từ mấy ông chân quang các thứ. Nhưng mà phải từ cái lâu 15 không theo dõi ai cả. Không theo dõi ông sư nào. Thế cho nên mình cũng có biết hoạt động của ông sư đâu. Cũng không biết hoạt động của ông ấy. Còn chỉ nhắn nhủ với các bạn là đôi khi là các bạn phải tỉnh táo. Các bạn đến tỉnh ấy, gọi là tỉnh tín, chứ nó nói tỉnh táo thì đôi khi là người ta lại bảo mẹ các nhà sư là làm mày mê à. Thế mình chỉ bảo là tín, tức là cái niềm tin thì nó tỉnh. Là các bạn đi chùa để giải quyết cái vấn đề gì, đi chùa để nhằm cái gì, ví dụ nhớ Phật niệm Phật, đến vãn cảnh hay là cầu bình an, cầu tài lộc. Thì tôi nói với các bạn thì kể cả là Đức Phật, bản thân ông Phật, người ta không cầu là tiền bạc với các thứ đâu, người ta còn mẹ người ta còn là thái tử. Thưa ông Phật đi, ông còn là thái tử, ông sắp làm vua rồi. Vợ đẹp con khôn còn đùng một cái ông ấy rứt áo ra đi. Ông bảo chết dở theo cái ý mình nói thôi, chứ còn chắc ông Phật ông ấy dùng tiếng Ấn Độ. Ông bảo chết dở. Bây giờ như thế này, có con có kiếp nó lại là một sợi dây xiềng xích cuộc đời mình rồi. Mình không thể giải thoát được.
mục đích cuộc đời của ông Phật như thế. Đấy, cho nên bây giờ các bạn đi chùa mà bảo Đức Phật ơi cho con là thăng quan tiến chức, xong rồi làm ăn là tiền vào như nước, tiền ra rõ giọt như cà phê phin, làm sao Đức Phật đấy được? Thì Đức Phật nghiệm ra, mặc dù ông Phật ông rất giỏi, ông ấy có công đức, có tức là có thần thông, có các kiểu để người ta phù hộ cho các bạn được. Như nhà chùa thì bảo Đức Phật là các từ bi hỷ xả các thứ là ngài ban cho hết. Đức Phật còn nghiệm ra cái ý nó ràng buộc, nó xiềng xích cuộc đời của Đức Phật. Thế làm sao mà Đức Phật này truyền cho các bạn hoặc là ban cho các bạn tài lộc với tiền vào như nước, tiền ra rổ giọt như cà phê phin. Hôm nay là con cúng cho Đức Phật nảy chuối, là mong là Đức Phật là cho thằng con nó lên trưởng phòng. Còn nếu mà về với Đức Phật thì các bạn hoặc niệm Phật hoặc đi chùa, các bạn niệm tức là nhớ. Thì nhớ Phật là gì, cuộc đời của Đức Phật như thế. Đấy, phải nhớ như thế, còn bình thường thì nhắc đến thì các bạn biết, nhưng mà bình thường các bạn toàn đi Phật, đi chùa, cầu thế nọ thế kia. Chắc hiểu kiểu gì. Đấy, còn bế tắc cái vấn đề gì, còn cái các vấn đề của nhà sư mấy các thứ linh tinh thì thực ra thì cái mà đánh giá người ta tu thế nào hay đạo hạnh ra sao, có thần thông hay không thì mình là con mắt trần làm sao mà đánh giá được, theo ai bây giờ. Đấy, tôi vẫn bảo thằng cu em Ninh ấy, là mày đi giao hàng nhiều, mày đi chùa chiếc nhiều, xem nơi đâu nhà chùa tu uy tín mày giới thiệu cho anh để anh đi với. Nó khó lắm, cuộc sống bây giờ nó nhập nhằng, người ta nói như thế chưa chắc người ta đã nghĩ như thế. Nên mạng người ta nói, đối diện với mình người ta nói chưa chắc người ta đã nghĩ như thế. Nói là một đằng, khéo người ta làm một nẻo, người ta nghĩ một nẻo. Nẻo là thấp nhá. Thế làm sao mà dễ tin như thế được. Còn bảo là bây giờ mà gặp mình mà mình nói thế rồi các bạn không tin ai thì nó khó. Nó do cái cảm nhận, xong rồi do cái khả năng các bạn nhìn nhận, xong các bạn đấy. Có những người ví dụ như quả trải qua nhiều rồi, người ta nhìn qua, người ta nhìn tôi là người ta bảo mẹ, thằng này trông giống trộm chó như này, đéo tin được đâu. Thế là từ đấy người ta không tin. Chứ cùng một lời mình nói có người tin, có người không tin. Đấy, vậy cho do cái cảm nhận của các bạn được. Còn mình cũng không dám đánh giá một ông nào. Nói chuyện nhà sư thì bây giờ biết nói cái gì. Mình thứ nhất mình không biết người ta, mình không theo dõi người ta, không biết người ta giảng cái gì, người ta nói có chính pháp hay không, theo những gì mình được học hay là mình hiểu hay không. Bây giờ tôi phải nghe một cái bài nào các bạn đưa link cho tôi, xong rồi bảo là anh thử xem hay mày thử xem ông này nói từ đầu đến cuối có chỗ nào nó hạt sạn không thì nhặt ra cho tao, thì tôi còn biết chứ. Cả cuộc đời người ta mấy nghìn bài giảng của người ta, thì tôi bảo là thực ra thì cuộc đời người ta không thể đánh giá. Một bài giảng của người ta tầm 2 tiếng, nếu bây giờ chỉ có tầm 2 phút người ta sai thì cũng ở mức chấp nhận được. Đừng bới nông tìm vết. Những cái đóng góp của người ta thì phủ nhận sạch trơn. Chỉ có mỗi cái này người ta nói sai, thế là bắt bẻ người ta thì cũng không được. Đánh giá người ta là ma tăng với cả tu hành giả tạo cái thế nọ kia cũng không đúng. Còn những cái khác ví dụ như là đốt vàng mã hay thế nọ thế kia thì chung là cũng chả lấy cái gì. Đấy, còn mình tôi mới nói là các cái vấn đề mà ngày xưa thì người ta gọi là nhất tu thị, nhị tu gì đấy, tức là tu ở chợ, tu nhà, xong rồi đến tu chùa. Còn cái cách ăn chay, xong ngồi thiền, ngày xưa mình còn ngồi thiền nữa, bây giờ ít. Giờ lâu không ngồi thiền. Tại vì nói chung là muốn ngồi thiền được thì các bạn phải tâm nó nắng được. Ngồi một phát là cảm giác là nó sẽ nhập được định. Ngày xưa thì cứ ngồi một lúc xong rồi cảm giác nó nghiêng mẹ. Thế là ngày xưa không xong rồi bỏ ngồi thiền cũng lâu rồi. Còn như anh Trần Thị Quân anh có nói ấy, là anh cũng chả ví dụ khi cái vấn đề gì anh ấy giảng cho tất cả mọi người này. Các bạn ngày xưa mình có bảo theo dõi anh Trần Việt Quân, nhưng mà lâu lâu anh cũng giống mình như vừa rồi ấy. Lâu lâu anh chả ra video, hình 2 năm rồi ông chả ra. Ông ấy thì nó có thể là tin được. Đấy, anh ấy nói thì tin được. Anh ấy là chủ tịch hội đồng quản trị, mấy ông ấy là chủ doanh nghiệp của bao nhiêu doanh nghiệp, ông ấy kiếm được tiền tốt, ông ấy làm ra nhiều tiền. Những gì ông ấy nói thì cũng sát với cái Phật pháp, với cả những cái gì mình hiểu. Đấy, giúp ích cho các bạn. Đấy, các bạn bây giờ các bạn có thể vào cái trang Trần Việt Quân, kênh Trần Việt Quân để các bạn xem lại những cái video, thì nói chung là nó cũng tựa theo ấy thôi. Còn hơn là xem những cái khác xong rồi nó làm cho các bạn nạt đi. Ông chả biết đâu một lần. Đấy. Riêng thằng này nói chuyện không ai hiểu chuyện gì. Mẹo thằng em văng bậy quá. Chứ cái nói cái gì à?
đang nói chuyện này sọ chuyện kia, thực ra là nói chuyện gì đâu. Lúc đấy là các bạn hôm sáng nay các bạn bảo là bây giờ nói chuyện nhà sư đi với nhà chùa đi với thế nọ thế kia, thì tôi bảo là nó khó lắm, không 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 thể. Tại vì mình thứ nhất là tôi bảo rồi, tôi không theo dõi các ông ý, bây giờ là mình không biết là người đời sống người ta thế nào, người ta nói cái gì để mình nói về nhà sư. Còn cái chuyện trong cuộc sống này thì cứ có người nọ người kia, xong rồi cuộc sống nó muôn hình vạn trạng. Nói thì biết nói gì về các ông ấy rồi, những cái thông tin mà các bạn biết là có những ông sư lọ sư kia mà dùm beng lên thì đấy các bạn cũng biết hết rồi. Đấy, các bạn biết hết rồi, đánh giá người ta thì không thể là. Còn tôi ngày xưa tôi có bảo rồi, Phật pháp là cái con đường mà nói chung là đúng, nhưng có những người người ta mượn mượn danh Phật pháp nên là làm cho các bạn mất niềm tin. Đó. Chứ còn Phật mới cả kể cả là các bạn đi theo Thiên Chúa, đi theo Hồi giáo thì nếu mà đánh giá thì ông Mohammed mấy cả ông Giêsu toàn vĩ nhân cả. Nhưng mà đến bây giờ thì các cái người người ta mượn danh đạo Hồi, mượn danh Thiên Chúa, mượn danh thế nọ thế kia thì là làm cho các bạn mất niềm tin. Xong các bạn lại đánh giá là cái đạo không đúng thì cũng không đúng. Đấy. Tôi thì bây giờ ví dụ như bây giờ mà nói chung là cái vấn vấn đề mà chuyện Phật thuyết cũng thế, nó đã bao nhiêu nghìn năm nay rồi. Cho nên ngày xưa ông Đường Tăng cũng phải đi lấy kinh. Tại vì cái kinh mà truyền từ bên Ấn Độ sang bên Trung Quốc nó đã tam sao thất bản do người dịch. Ông Đường Tăng, ông Đường Huyền Huyền Trang à, ông phải sang từ Đại Đường ở bên 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 Trung Quốc, ông phải sang Nặn Nội sang sang bên Ấn Độ để người ta lấy cái kinh chính thống, kinh gốc về người ta tự dịch. Đấy, đến tận bây giờ bao nhiêu nghìn năm, 2.600 năm hay thế nọ thế kia thì bây giờ nó đã thay đổi trong tam sao thất bản do người dịch, do người sửa đổi, xong rồi do người là thêm thắt vào Phật nói là Phật nói rằng, thế làm sao mà ngồi mà ấy được. Đấy là cái câu chuyện của Phật thì tôi bảo nhấn mạnh rồi. Những vĩ nhân thì là mình đọc mình biết và niệm niệm, tức là nhớ nhớ đến cuộc đời người ta thế nào, những câu chuyện của người ta ngày Phật tại thế ra sao. Còn cái vấn đề mà các ông ấy là sư thầy ông ấy tu theo con đường ấy thì nói chung là người ta dành thời gian, người ta là chuyên gia trong lĩnh vực ý, thì các bạn xem áp dụng vào cuộc đời của các bạn mà thấy nó ấy là đúng, thấy mà nó cứ thanh thản dần, nó nhẹ nhàng, nó coi tiền bạc nó nhẹ thôi, nhẹ dần đi thì đấy là đúng. Còn đừng đừng chấp nhận, đừng bắt bẻ, nó mệt, lệ rơi phải không nhỉ? Ông và bạn gọi là dạo này trông giống nghệ thế idol, nghệ gì bình thường, chẳng qua là bây giờ cái nghe cũng nai. Thực ra thì hôm nay là cái tiêu đề này thì thực ra là định mình bắt đầu mình nai cũng sợ lắm, nói về cái chuyện con rồng cháu tiên này nó ở trong truyền thuyết ấy. Đấy, nhưng mà cuối cùng cũng chưa có chuyện gì xảy ra, nó cứ mày nó cứ view nó ít view mà như cũng chưa là kiểu đéo gì cũng bị chửi. Còn lâu lâu thì nói chuyện với mọi người cho nó ấy thôi, xong rồi đánh giá lại cái kênh mấy cái mức độ mạng xã hội đang hot câu chữa lành, à mạng xã hội đang hot câu chữa lành là sao giáo sư. Thực ra tôi đầu video tôi cũng nói rồi, tí nữa lại xem lại hoặc đầu ở cái video lúc trưa ấy, câu chữa lành tức là người ta bị tổn thương, người ta bị cần chữa lành, nhưng bình thường thì người ta không biết thì hoặc là người ta không hiểu thì người ta chữa lành bằng cái ngoại lực. Giống như các bạn không được đẹp thì các bạn tự ti, các bạn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp. Nó bình thường cái thằng sáng nay nó bảo là cái dung nhan này, cái tướng này của thằng này đéo tin được, tướng này nó không ra gì. Tôi bảo nếu các bạn còn chấp tướng, chấp vào cái hình tướng, cái mà các bạn đang nhìn thấy như này thì đấy là ở trong đạo Phật thì người ta bảo là chấp tướng cũng không tốt. Còn cái tâm tâm nó là cái đi trước, cái tướng nó chỉ là hình bóng, giống như các bạn đi trước như này xong rồi cái hình cái bóng của các bạn đằng sau ấy. Đấy, thì sáng nay tôi có nói là tâm nó sinh tướng, thì cái vấn đề chữa lành hoặc là bây giờ người ta trào lưu là sáng nay tôi có nói rồi, cái tâm lý của đám đông ấy. Ngày xưa khi mà mình tìm hiểu thì lúc ấy có lẽ là tất cả các ông đang xem như thế này thì chắc là chả có ai có một mình đấy, hoặc ít đấy, chỉ thực sự là lúc ấy ví dụ như là 10 người thì hai ba người tìm hiểu sâu vào cái chữa lành với cái triết học của cái thời Hy Lạp Hy Nước các thứ từ cái sau đại dịch, tại vì thấy lúc ấy là cái sự sống sự chết nó mong manh, nay sống mai chết, người ta bị tổn thương
để nó tìm cái mục đích cuộc đời. Còn chữa lành thì tôi vẫn bảo với các bạn, kể cả làm giàu ấy, tất cả các thứ nó đi từ bên trong, nó đi ra bên ngoài. Đấy. Đấy, cái nội lực bên trong, nếu các bạn cảm giác là bây giờ, ngày xưa đây, ngày xưa các bạn theo dõi tôi đủ lâu các bạn biết, ngày xưa ai chửi tôi cú lên tôi chặn, xong tôi chửi lại. Nhưng mà đến một thời điểm là mình không chặn nữa, đến bây giờ thì ông chờ chửi hay là ai chửi kệ thôi. Người ta chửi có đúng hay không, người ta chửi mình vì việc gì, chửi vì nhằm mục đích gì. Người ta đến kích mình để cho mình tu hay là để cho mình cú lên hay thế nào kia, mình có cú hay không. Đấy thì việc gì người khác người ta chửi tôi và tôi phải việc chữa lành. Mà đi bây giờ đi chửi lại thì nó mất thời gian. Ngày xưa mình còn chửi lại, mình cú, mình chặn. Nhưng mà đến bây giờ tôi thấy nó mọi thứ nó nhẹ nhàng. Đấy. Còn đến khi các bạn thấy nhẹ nhàng này thì các bạn cũng không cần phải nhờ cái bên ngoài hay là phải sửa răng, sửa mũi để cho người khác tôn trọng. Không cần phải dựa vào cái hình tướng đấy. Có một là trên mạng thì nó tìm cách nó đi, nó thẩm mỹ, nó kéo dài tai này. Xong nó sửa mũi này, con cái Thủy vừa rồi nó còn đi, nó còn cấy tóc này. Nhưng mà được cái mình chưa sửa cái gì cho nên là tiết kiệm được một mớ. Cái thứ hai là chả cần phải sửa cái mẹ gì bây giờ. Cái tướng này nhiều khi bây giờ là người ta có dựa vào cái tướng này đâu. Tướng này bây giờ nó can thiệp dao kéo rồi nó nghe lời người nọ người kia, cái mũi này phải cho dài ra, xong nó cao lên thế này mày mới hút được lọc, mới thế nọ thế kia, thế nó can thiệp vào thì. Nhưng mà có phải thế đéo đâu. Cho nên những ông nào mà nói về nhân tướng với các thứ linh tinh thì nói thật ra là tôi bây giờ tôi xem thì nó mất thời gian. Không nói chung là mình phải tin không tin mà tức là tin thì cũng không phải tin thì cũng không tin mà nghi cũng nghi. Đấy, mình chỉ biết là thôi cái nó mất thời gian đó, tìm hiểu nó mất thời gian. Đấy, cứ làm theo đúng lương tâm, làm theo đúng những gì mà mình thấy nó là hợp lý. Còn chuyện gì đến thì nó đến, không đến thì thôi. Còn có thể các bạn sửa mũi hay là theo một ông nhân tướng nào trong tài lộc nó đến. Đấy con thì các bạn tin. Còn có những thằng khác nó sửa mũi nhưng mà cuối cùng là tài lộc nó vẫn đéo đến. Tài lộc nó vẫn không đến, nó là hên xui ấy, nó là hên xui giống chuyện ma ấy. Người gặp thì tin, người không gặp thì thôi, người không tin. Nhưng mà mình phải giải quyết cái vấn đề gì giống như là cái mà tôi nói, làm sao mà các bạn mà ví dụ như tôi kể cho các bạn từ lúc nãy hoặc ngày mai từ hôm sáng. Nếu mà tôi sống bao cũng là theo cái mà mình nói mấy bao nhiêu năm mấy năm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng, xong nó không cần bị gò bó, nó không bị chữa lành chữa niếc gì. Đấy, khi nào tôi lên video này, ngày xưa là tôi còn nói nhiều, ngày xưa mình cũng lẻ mình của ngày xưa, tại vì là mình thấy là ngày xưa nói nhiều thế nhỉ mà nói hay, nó bây giờ nói không còn hay nữa. Nhưng mà tôi nghiệm ra tôi bảo là tại vì bao nhiêu năm nay mình chả gặp một cái gì, mình cũng chả đặng là cái gì, mình cũng chả về, tức là mình không gợn, chỉ có trong lòng nó có đau kiểu như vậy. Cái bọn mà sáng tác những cái bài hát hay ấy, là nó phải yêu ba bốn đứa, nó phải yêu lung tung, nó phải đau ở trong lòng thế mới có tạo ra những cái bài hát hay chứ. Như mình thì chả yêu ước gì gì nên làm sao mà viết được những bài tình ca nó vào lòng người được, đúng không? Đấy thì tôi phải nghiệm như thế. Tức là những ông mà viết những bài tình ca hay thế loại kia là tôi nghĩ là người ta cũng phải trải qua những mối tình mà đau. Người ta đau, có đau thì người ta mới hồi tưởng, xong rồi người ta suy tư, người ta viết vần thơ. Thế cả đời một vợ một con ấy, một vợ hai con ấy thì đau ở đâu ra? Đúng không? Nó phải liên tưởng các kia, phải đau, đủ đau. Đủ đau thì người ta mới trưởng thành, người ta mới nặn ra tác phẩm nó hay được. Ngày xưa mình làm văn nghệ sĩ mình hiểu cái vấn đề này. Và tôi nói cho các bạn. Còn cái vấn đề mà chữa lành bây giờ người ta theo trào lưu, người ta không hiểu. Tức là người ta đú, người khác người ta đăng là chữa lành thì bố mày cũng đăng chữa lành giống tôi này. Tôi cũng không biết đâu nhưng mà cứ thấy là mấy cái ông bạn với các thứ ghi là không gian chữa lành, xong rồi thế nọ thế kia, xong rồi chữa lành tại gia. Thì tôi bảo chắc là người ta đang tò mò cái vấn đề chữa lành. Thì đăng cái chữa lành cho nó theo trào lưu. Nhưng mình biết mấy cả mình cũng áp dụng hoặc mình ấy từ lâu rồi. Tại làm gì có ai làm mình tổn thương được đến bây giờ mà phải đi chữa lành. Mất kênh 100.000 người follow mình còn chả bị tổn thương. Mất thì thôi bố mẹ nào lại làm lại. Đúng không? Thì việc gì về tổn thương mà chữa lành. Phải các ông mà bây giờ mà kênh Facebook mà nó mất một phát thì chắc là hoặc kênh YouTube hay kênh TikTok mà mất một phát các ông phải buồn lên buồn xuống. Đúng không? Nên nhưng mà đến một giai đoạn nào đấy các bạn sẽ nghĩ là đến bây giờ nắm được thì buông được. Mất cái nọ, mất tiền, mất đấy thì có bản chất cũng chỉ là mất tiền. Mà tiền là cái mà dễ kiếm nhất. Chỉ sợ mỗi đánh mất chính mình thôi đấy.
chứ còn tiền là cái dễ kiếm. Dạo này chữa lành là cái gì vậy em? Đấy, vừa nói đây, bạn kia bạn hỏi tôi vừa bảo. Cái này thực ra là bạn bị tổn thương, bạn đau đớn một cái gì đấy, khúc mắc cái gì đấy, bế tắc cái gì đấy. Tìm một cái không gian, tìm một cái phương pháp nào đấy để chữa, nhưng toàn là ngoại lực. Đấy, muốn kiếm tiền, muốn lấy cái thứ là theo như bà lọ bổ cau và kêu phải nâng mũi rồi sửa thế nọ thế kia để cho bên ngoài người ta khen thế nọ thế kia. Còn chữa lành thì cũng thế, nó gặp một cái vấn đề gì, nhưng mà chuyện tình cảm, chuyện tài chính, chuyện con cái, chuyện gia đình, chuyện người yêu, chuyện các kiểu bế tắc, người ta cần chữa lành. Hoặc là trong công việc không phát lên được, không ấy vì gặp sếp, sếp chửi, thế là người ta bị tổn thương. Người ta bị tổn thương, nguyên tắc nó là như thế. Còn ngày vừa còn ở trên mạng thì chúng nó nói là bây giờ chữa lành thế nọ thế kia thì là do cái giới trẻ bây giờ nó kém cái sức chịu động đựng hơn hơn bọn tôi. Đấy, gen Z mới thế nọ thế kia, nhưng thực tế không phải đâu. Bây giờ cái thời điểm này ấy, nó là cái mạng xã hội nó phát triển. Mạng xã hội phát triển cho nên là cái tâm sinh lý, cái tâm lý của con người nó dễ bị tác động. Ngày xưa không có mạng xã hội, viết thư tay thì còn lâu thư nó mới đến. Cho nên các bạn có một cái vấn đề gì buồn giận hờn vu vơ thì còn lâu mới bị. Nhưng bây giờ giận hờn vu vơ nó nhanh lắm, cho nên người ta thay đổi cái ấy. Còn bản chất thì cái thời nào nó cũng có một cái ấy. Còn nếu mà giới trẻ hoặc là giới già hoặc là các thứ phải hiểu là chữa lành. Tôi thì tôi bảo là làm thế nào cảm giác là không có một cái. Đến một giai đoạn thì các bạn thấy tiền mất hay người mất, hay là mối quan hệ xã hội, hay là mối quan hệ tình cảm, hay là mối quan hệ gia đình, nó vẫn là cái bên ngoài. Đấy, nó vẫn là cái bên ngoài. Thế mới hay, mối quan hệ gia đình, vợ, con vẫn là cái bên ngoài. Đôi khi con cái thủy nó đang ở ngoài kia, có thể nó đang chửi tôi cơ. Nhưng tôi vẫn đánh giá là người bên ngoài, người ngoài. Mình làm gì sai đấy, mà nó chửi đấy, mình sống đúng chưa, mình hành động gì để sai, thì mình là phải là cái người giải quyết cái vấn đề ấy. Chứ chả có bên ngoài sửa mũi rửa miếc hay là dùng chuông hay là gì cả, xong rồi đến một cái không gian nào đấy để chữa lành. Không gian nó chỉ là để nơi trốn tránh thôi, còn thực tế là thực tại của các bạn vẫn là cái vấn đề ấy. Vợ nó chửi là vì là các bạn thu nhập thấp thì nó chửi. Bây giờ các bạn trốn tránh đi uống bia uống rượu thì thực ra đấy kiểu uống bia uống rượu này để trốn thôi, thu nhập các bạn vẫn thấp cơ mà. Xong rồi các bạn nghĩ là bây giờ mình đi như thế cho nó sợ, mình uống như thế cho quên. Thực ra là nó chỉ là trốn tránh thôi. Thu nhập bạn thấp thì các bạn phải tìm cách giải quyết. Mình phải học thêm cái nghề này, hay học thêm cái kỹ năng này, hay là làm việc cho nó tốt lên, nó xin một cái công việc khác. Bản chất nó là như thế, nhưng mà thường là người ta tôi cứ là chữa lành là đi đâu tìm cái ngoại lực, tìm bia tìm rượu. Nhưng tôi bảo vẫn đánh giá vào bên trong. Ví dụ như bây giờ vợ nó mắng vì cái gì, vì là thu nhập thấp, kém cái thằng bạn ấy, kém thằng hàng xóm ấy. Vấn đề mấu chốt là thu nhập thấp, thì tìm cái cách giải quyết là làm thế nào thu nhập mình cao, thế thôi để giải quyết. Nhưng không phải đi mượn rượu mượn ấy xong rồi rủ mấy thằng bừa khứa xong rồi làm con nô, biết đâu thu nhập mình lại cao thì nó là cái không đúng. Đúng không? Mày sắp đổi tên cái gì đây? Mày sắp đổi tên để bán kênh tiếp chưa? Đổi đéo đâu, kênh kia tao mất thì bán cái gì? Tao chưa bán vào kênh nào cả. Tại vì mà thực ra tôi cũng nói luôn mấy các ông nào bảo ngày xưa bảo mua kênh với các thứ ấy. Tôi tạo dựng những cái này, các bạn mà lấy kênh của tôi thì chỉ có lừa khách hàng của tôi thôi. Ngày xưa lừa được mấy anh em. Chứ còn bán thì thực ra các bạn mua các bạn cũng không làm gì được với kênh của tôi. Thật. Ngày xưa con với Thủy tôi còn bảo là kể cả cho nó, nhưng mà sau một thời gian mình không hiện diện thì cuối cùng nó cũng tàn là cái gọi là cái xác, nó làm gì có hồn. Đấy. Thằng kia nó bảo thế, nó bảo mày sắp đổi tên để bán kênh tiếp chưa. Thực ra là mình cũng chưa từng bán kênh, chưa từng bán một cái gì do mình làm. Tại vì cái nơi này nó có kỷ niệm, cái thứ hai là mình thế thì mình vô trách nhiệm với những người thì theo dõi mình quá. Người ta theo dõi mình, bây giờ mình bán nhà đi nơi khác xong rồi vì một chút tiền thế nọ thế kia. Ông không mệt à, chém từ trưa tới giờ nhưng vẫn là chuẩn luôn. Anh à, chuẩn đéo gì đâu, nói thì thực ra nó từ con người mình ra, nó từ cái kinh nghiệm của mình từ ra mà. Ví dụ cái vấn đề chữa lành chứ nhất là các bạn phải hiểu, gặp vấn đề gì thì trưa cũng nó có nói rồi. Mình là người buộc chuông thì mình phải là người gỡ, mình phải là người tháo. Phải nhìn trực diện vào cái vấn đề mình gặp phải là gì.
Đấy, sáng nay cũng nói về ví dụ như cái vấn đề mà bạn trai nó bỏ chẳng hạn. Nếu mà theo đạo Phật thì cái gì đi thì đi, cái gì đến thì đến. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn muốn hàn gắn lại thì tìm mọi cách để hàn gắn. Hết cách thì thôi. Đấy, còn nếu không thì cứ nghĩ đơn giản thôi, là bây giờ mày bỏ tao thì vì cái lý do gì? Phải con kia nhà nó giàu hơn hay nó xinh hơn thế nọ thế kia thì thôi, thì là hết duyên. Học giỏi đi, học thêm một bộ môn nữa đi, học thêm tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Nhật, tiếng Nhật đi, để nó che lấp cái thời gian nhớ nhung hoặc cay cú hoặc là hận thù, đỡ phải mình có thời gian để làm những cái tròn gấu nhăng, đỡ phải nghĩ quẩn. Đấy, dùng thời gian vào cái việc ấy để lấp đầy, nó cũng là cái trốn tránh, nhưng trốn tránh cái này nó thực tế, nó giúp ích cho tương lai. Nhưng mượn bịa rượu mượn bia xong rồi đến cái nơi du lịch thì vừa tốn tiền, xong rồi về nhà thì người yêu nó vẫn bỏ mình. Nó có thay đổi đâu, có phải là các bạn đi du lịch xong rồi hoặc là các bạn đi lên Sapa, Lào Cai các thứ xong rồi về để là thằng kia nó lại thay đổi đéo đâu, nó bỏ thì nó vẫn bỏ. Còn mình, tôi vẫn bảo rồi, cái cách chữa lành của mình như bao ấy, ngày xưa thì mình hay dựa vào những cái câu mà lúc sáng tôi có nói với các bạn ấy. À, mình cứ chắc nhẩm bẩm những cái câu như kiểu ông à, ông gì Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh, ông động viên ông Quân ở trong tù ấy, ví phỏng đường đời bằng phẳng cả anh hùng hào kiệt có hơn ai ấy. Để động viên mình như thế. Bây giờ mà cuộc đời mà cứ bình bằng phẳng, ai cũng bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt thì cũng bình thường thôi, cũng như ai thôi. À, cuộc đời nó phải có sóng có gió, phải có gập ghềnh, có lên có xuống, có những thử thách. Ai vượt qua được thì thành thành người có giá trị, còn không vượt qua được thì cứ ngã là nằm bẹp xuống đấy. Người khác bế lên còn đéo thèm lên, nên cứ để im để bố mới nằm. Nhưng cái người khác thì người ta chỉ có nằm một lúc thôi. Mình phải thay đổi. Đấy, không thể nằm mãi như này được. Mà nhất là cái lứa tuổi từ 20 trở đi là tôi hay gặp, tôi cái bản thân tôi cũng bị. Nhiều khi mình nằm, nhưng mà nằm nằm một thời gian đến bây giờ cũng bị, nhưng mà mình chỉ nằm một lúc thôi. Có những ngày mất phương hướng, có những ngày không biết bắt đầu từ đâu, không biết đây thế nào. Không, mà mình phải nhớ đến là còn những cái này chứ không phải là tôi trông như này thôi mà là tôi đã xác định mà cứ thế mà đi đâu. Có những ngày cũng mất phương hướng bỏ mẹ đây. Có những ngày cũng mất phương hướng mầm, nhất là hồi trẻ hay nó mất phương hướng. Nhưng mà cái căn cơ với cái cơ duyên nào đấy. Đó, mình cũng gặp gọi là thầy tốt, bạn hiền, xem được những cái bổ ích. Rồi đấy, tự nhiên đến bây giờ, ngày xưa mình nói cũng cũng ấy, nhưng mà nó là cái giai đoạn mình cũng đau đáu đủ đấy thì mới nói được. Bây giờ hết đau đáu rồi, bây giờ nó không còn những cái khó khăn như ngày xưa nữa. Cho nên nói thì bây giờ nó là cuộc sống nó đi ra thì nó cũng, mà nhiều khi là ngày xưa cơ, cái lúc mà mình khởi nghiệp những cái thứ ấy nhỉ, chứ bây giờ nó cũng vượt qua những cái khó khăn. 80 thằng ngáo ngồi nghe thằng này diễn nữa. Thôi được rồi, nghỉ đấy đã. Bây giờ là hơn 10 giờ rồi. Hôm nay chúng ta giải quyết cái vấn đề mà như ông kia ông ấy hỏi thôi. Ông kia ông hỏi là cái vấn đề là tôi nghĩ là Việt Nam vô địch chỉ là cái lời động viên thôi, không nên căng thẳng quá. Nhưng tôi nghĩ là cái Việt Nam vô địch thì cái làm cho cái tôi với cả cái ấy của các bạn nó gắt lên thôi. Nhưng quá trình sống với cả quá trình mình tồn tại như này mà càng nhiều tuổi là cái tôi của mình, người ta ngày xưa có cái câu là cái đéo gì nhỉ, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu. Nó càng nhiều tuổi thì mình phải cúi đầu, mình phải tĩnh lặng. Thế đây thì cứ vô địch đéo đánh đánh cờ không ấy được đâu. Đánh cờ bây giờ mất kênh đấy, kênh này mới như này thôi cũng bị một gậy rồi đấy. Đánh cờ bây giờ tôi không biết đánh ở đâu, tìm một cái môi trường nào để đánh bây giờ. Đánh ở trên TikTok thì các bạn có tìm được, à đánh ở trên YouTube thì các bạn có tìm được đâu. Nói chung là cũng phải để giãn ra 3 tháng nữa, chắc TikTok nó ấy đi. Thì đánh cờ bây giờ mất kênh đấy, mất một cái kênh kia rồi đấy, vì là đánh cờ đấy. Đánh cờ nó cho cái gậy là chơi cờ bạc. Mất cái kênh kia thì bây giờ mới la lết lê lết sang đây, xong rồi ngồi nai thử xem cho có bao nhiêu người ta tìm mình không. Nghĩa là hôm nay lúc cái lúc mà trưa ấy nói thì sợ là lúc ấy nó chưa hết ý, xong rồi nhiều bạn nhắn tin với tôi nói cái vấn đề để Việt Nam vô địch, xong rồi nhiều bạn đã bảo nói về nhà sư mới thế nọ kia. Nói thật ra là nói về nhà sư thì tôi có theo dõi, tôi có biết được ông sư nào đâu. Đấy, không biết cuộc đời, không biết cái quãng đường tu hành của người ta thế nào, người ta nói cái gì, mình có theo dõi người ta đâu để người ta mình điên.
Đấy, còn những ông nào mà giả tăng với cả ông ấy tu xong một thời gian ông ấy vì tiền, ông ấy vì trang trại với thế nọ kia thì ở trên báo hết rồi. Còn các bạn phải tỉnh, tức là tỉnh là người ta nói như thế nào, người ta hành ra sao. Còn các ông sư mà nói thật ra là chưa gì đã nghĩ đến chuyện cúng giường cúng giếc thì nói thật ra ít ít ông nào ấy lắm. Nếu ông sư sư mà ông ấy tu mà tu tu chân chính ấy, các bạn biết người ta 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 thực tế người ta không nên mạng xã hội đâu. Cách ăn mặc rồi cách người ta đối à, tức là không phải đối nhân xử thế mà cách người ta nói chuyện ấy, người ta vô vi lắm, người ta không nên mạng xã hội các thứ đâu. Chẳng qua mình là trẻ à, xong rồi mình ấy thì mình mới nên thôi, chứ còn các ông ấy không ấy đâu, mà tập trung ông tu hành thì ông bây giờ ông ở dãy Himalaya rồi, ông ở cái chùa bé lắm. Xong rồi ai cúng cái gì thì người ta ăn cái ý. Gần đây lại nổi lên cái ông sư gì đi bộ ấy nhỉ, sư Minh Niệm hay ông Diếu gì đấy, ông mình cũng không để ý, mình cũng không biết, là mình cũng chưa xem một cái video nào, chỉ biết mà cái kênh gì theo dấu chân gì đấy người ta hay chia sẻ. Thì ông ấy không không dùng cái bát mà ông dùng nồi cơm, mà đi thì ông ấy không không nhận tiền khất thực. Minh Tuệ này, tôi không biết là ông ấy như nào đâu, chứ hôm nay chia sẻ cho các bạn là gần đây thì mình thấy mấy cái ông ấy hiện lên, người ta đi hình như là người ta đi từ Nam ra Bắc hay người ta đi gì thì tôi cũng, mình vì mình không biết cho nên mình không dám nói. Còn cái việc mà những ông nào ông chân 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 chính, ông ấy là tu chân chính ấy, ông ấy thực tu ấy, thì thấy con người ta vô vi lắm, không không vì lợi lộc, không vì cái danh vọng gì thật, người ta ẩn ở đâu ấy rồi. Những cái gì các bạn ấy mà người ta cứ nhận là nhà sư nhà xíp thì chưa chắc ông đấy đâu, một lúc nào cũng nói cúng dường các thứ xong rồi thế nọ thế kia. Tôi thật vì thế tôi các bạn, tôi lúc nãy tôi bảo với các bạn là tôi có theo dõi ông sư nào đâu, không theo dõi ông sư nào, tại vì cái người mình cần theo dõi thì người ta có ở trên mạng đâu, còn chia để cho chia máy quay vào đâu, người ta ngồi thiền, người ta ấy người ta ở cái chùa nó rất là bé, thậm chí còn không có mạng cơ, làm sao mình bắt gặp ở trên mạng được. Còn cái việc khác thì các bạn ví dụ theo chùa Ba Vàng với các thứ, thì tôi có một lần tôi đến chùa Ba Vàng rồi, tôi bảo để mà kêu gọi để xây được một cái chùa rất là to như này ấy, thì mình đưa bản thân tôi phải mấy mấy kiếp, ai người ta tin mình mà người ta Hiện cúng tại dường, thế bây giờ ai người ta tin mình mà người ta cúng dường mình không làm được. Còn cái vấn đề mà ngày xưa mình bảo nhà sư mà tu hành chân chính, người ta con đường tu hành của người ta không cần phải chùa quá to. Thì sau đấy có những bạn hoặc mình cũng nghĩ ạ, thực ra là người ta muốn các đệ tử Phật, đệ tử Phật người ta biết đến Đức Phật, nhưng mà giới trẻ bây giờ muốn selfie này, muốn đến cái nơi mà đẹp này, to này, oai ấy, cái vẻ bề ngoài ấy. Thế cho nên là các ông sư mới cố tình là xây những cái chùa rất là to để kéo Phật tử đến, nó là để tạo duyên. Chứ còn nếu mà người ta tu vì cái con đường giải thoát hoặc là ấy chúng sinh, thì ví dụ như mình đâu cần phải đến một cái ngôi chùa to đâu, tôi chỉ xem là ông nói cái gì, ông áp dụng Phật pháp ra sao. Đến nhà chùa to như này thì nói thật ra tôi lẻ đấy, là cả đời tôi mấy đời kiếp tôi không kêu gọi được à, nó cũng tạo cái duyên thật đấy, có cái nhà chùa to thì thế nọ thế kia. Nhưng mà bình thường các sư mà các nhà chùa to ấy bận lắm, chưa chắc mình muốn gặp mà đã gặp được. Thế là các cái buổi thuyết pháp thì rất là đông và ồn ào nhốn nháo, xong bình thường toàn quy tụ các bà các mẹ toàn đến để cầu xin khấn xì khấn sụp, nó cứ hy vọng là hôm nay khấn mai khấn ngày kia khấn, niệm Phật để vãng sanh để thế nọ thế kia. Đó là mình vẫn giữ quan điểm là với những ông sư ông ấy, ông sư ông ở trong cái quyển mà góp nhặt cát đá các bạn đọc, ông còn đi chăn bò cơ, xong rồi ông bị oan bị yết cái thế cũng thế à vậy hả, người ta hạ cái tôi. Còn sư đây bây giờ mình ở sư của mình phải cái gì mà oan đấy các thứ lên mạng chửi bới rồi tranh cãi rồi tao đúng mày sai rồi thế nọ thế kia, buồn cười lắm. Nhưng mà mình cũng không ở trong cái giới để mình biết, tôi mà bây giờ tôi đi tu là tôi vạch mặt ra thế giới showbiz ngay, thực tế là mình không ấy, đúng không? Ra cắt lượng. Thực ra là tôi bảo thật với các bạn như thế, chia sẻ với các bạn như thế. Còn cái vấn đề mà các bạn mà đi theo đạo Phật thì các bạn hiểu về, các bạn tìm hiểu về những cái gọi là cuộc đời về Đức Phật trước. Đấy, nếu như là
còn bây giờ mình cũng chả biết giới thiệu nhà sư nào cho các bạn để các bạn ấy cả. Thật, chả biết giới thiệu cho các bạn nhà sư nào đáng tin để các bạn bạn nghe. Sáng nay con giới thiệu với các bạn là cái video ngày xưa của ông Trân Quang, là điều sóng thần muốn nói, điều sóng thần muốn nói, nghe nên nghe cái video ấy trước, xong rồi dần dần tiến vào đức đạo đạo Phật, theo cái kiểu người tìm hiểu thôi, không nặng nề lắm, đã áp dụng để giải thoát mấy thế nọ thế kia nó mệt. Tôi đây mẹ bây giờ ngồi thiền khéo cũng là đổ mẹ nghiêng ngả này luôn, tâm mình cảm giác bây giờ gan rồi đấy, nhưng mà ngồi thiền nó cũng khó, ngồi thiền nó cũng phải cần cái thế nọ thế kia. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn nhá. Đại ca khỏe không đấy, lại bố đơn thân khỏe lâu lắm không đánh nhau với ai, chả biết khỏe gì. Có bán cây cái ở trên TikTok là nó có hai cái số bảo cái Thủy nó gửi ấy cho. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn ở cái ngày hôm nay nhá, kiểu để thêm cho cái phần buổi sáng thôi, và theo dõi thêm cái kênh TikTok mới này. Đấy, để báo cho các ông là hôm nay tôi phát TikTok ở cái kênh này đây này, ông vào đây cái loại thế kia. Hôm nay là để, nói chung là cái video buổi sáng thì có lẽ nó có chất lượng hơn. Buổi tối này định ấy một tí, nhưng mà định dã man một tí, nhưng mà không dám. Cuối cùng cũng chỉ nhấn mạnh đấy là ví dụ như là con rồng trắng tiên nó là truyền thuyết thôi, các bạn phải biết truyền thuyết nó là cái gì. Đấy, xong rồi bây giờ là chúng ta theo khoa học, chúng ta là người đi theo kiểu đầu tiên phải theo khoa học. Với tôi đầu tiên là theo khoa học đã. Khi nào bế tắc lắm thì mình bắt đầu mới theo kiểu ma mãnh tâm linh, nhưng mà ít lắm. Cái gì khoa học không chưa giải thích được thì cứ từ từ để đấy đã. Khi con nó hỏi tôi bảo là cái này khoa học nó chưa giải quyết được. Còn nếu mà theo tâm linh, theo đạo Phật thì thế này, theo đạo Hồi thì thế này, theo Nho giáo thì thế này. Đấy, người ta nói như thế. Nhưng mà cứ chờ từ từ để khoa học nó giải quyết cái vấn đề này, nó nói lên cái tiếng nói của khoa học thì nó như thế nào. Còn khoa học thì cũng có thể đúng, có thể sai. Tầm này khoa học người ta nói là như thế. Tầm này thì người ta nói là vận tốc ánh sáng là vận tốc giới hạn. 10 năm nữa thì người ta bảo là chưa chắc nó đã là giới hạn. Ngày xưa thì là vật lý cổ điển, sau đấy là vật lý hiện đại. Các kiểu. Đấy, ngày xưa thì của ông Newton, sau đấy thì này, ông Einstein nó mở rộng ra. Nó lại còn điều chế, nó chế biến, nó các kiểu. Thì nói chung là tôi thì ở... tôi cũng là xuất thân từ khoa học tự nhiên. Đấy, nhóm mình này võ vẽ thêm ít văn vơ vở cháo trở nữa, nhưng mà vẫn đánh đầu tiên, nếu mà để mà đánh giá một cái vấn đề gì mình phải theo cái khoa học đầu tiên. Nếu bế tắc lắm thì tôi vẫn bảo trêu các bạn là sau đấy mới đến chuyện bổ cao bổ kiếp, nhưng ít lắm, thật ít ít lắm. Không, còn những cái vấn đề như tôi bảo với các bạn thì cái chữa lành ấy thì mình bảo rồi, là từ cái đợt dịch, đợt riêng trước đợt dịch, sau đợt dịch, nghiệm ra thì vẫn là mình. Đấy, mất kênh mất kiếp thì tôi vẫn bảo bản thân mình, mà từ trước đến nay mình ấy như thế này thì bây giờ mình phát lại. Cái thì nó bảo là kiểu gì hôm nay anh cũng lên 5.000, từ 4.000 mấy ấy. chắc tí nó cũng lên 5.000 được nhỉ. Còn được rồi, cảm ơn các bạn ở cái video hôm nay, để đến hôm nào buồn lại nói. Hôm nay nói như thế, hôm nay là cả ngày rồi đấy, nói buổi sáng. Nhưng mà một video buổi sáng thì hay hơn buổi trưa không? Không dám nói về Huấn Hoa Hồng rồi hả em? Thực ra này, nói về Huấn Hoa Hồng thì Huấn Hoa Hồng bây giờ nó có cái gì nữa mà nói. Ngày xưa thì mình biết về nước hoa của nó thì mình nói võ vẽ về nước hoa, nói để cho nó vào xác nhận. Nhưng nói nó bây giờ có cái gì để mà nói. Nói nó thì cuối cùng mình nói nó thì các ông có nhận đéo đâu. Các ông nghĩ tôi bấu view thế tôi nói với nó để làm đéo gì, đúng không? Bây giờ thằng kia nó bảo là thằng Hoàng Phú cũng ngồi bàn rồi biết như gì, không dám nói về Huấn Hoa Hồng rồi hả em? Dám là gì? Dám là giờ đờ chứ, đúng không? Tôi có phải là ấy đâu. Thứ nhất là như thế, xong rồi Huấn Hoa Hồng thì phải tôn trọng, nó viết hoa từ Huấn ấy. Hoa Hồng về sau thì tôi cũng biết. Còn cái vấn đề nói thật ra là ngày xưa thì nói về nước hoa, rồi chuyện nó không mong muốn. Chứ bây giờ giải quyết cái gì mà nói với nó à? Nói nó phan nó vào như kiểu thằng kia thì giải quyết cái gì? Tôi chả thấy giải quyết cái gì. Mà mới cả bây giờ tôi cũng hạn chế, tôi không nói thế này. Nói mẹ. Đâu, chưa lành đâu. Thôi nghỉ. Nghỉ. Hẹn các bạn ở một cái thời gian khác, một cái hôm khác. Để nói nó ấy hơn. Nếu mà ngồi bây giờ mà nó không ấy thì mệt lắm. Đấy, follow loạn thôi.
thằng Huấn nó cũng là người, mình làm gì phải sợ bạn gì. Thực ra tôi từ trước đến nay tôi đã bảo các bạn rồi, tôi chả sợ ai từ trước đến nay, chứ không phải là từ video trước hay video này mình mới bảo đâu, chả sợ ai. Chỉ mỗi cái là khi mà người ta đến ấy, mình không sợ, nhưng mà mình phải nghĩ đến con cái của mình. Mẹ như cái vụ ở đéo đâu ấy, tự nhiên đang đi trên đường có thằng nào nó lấy cái liềm hay có cái dao nó cứa nó phát chân, tôi chả sợ ai cả, thật không sợ ai. Nhưng mà đôi khi thì cũng phải thua vua thua thằng liều, không phải nhún nhường hay là không ấy thế nọ thế kia đâu, mà lúc ấy là cũng phải cố thủ, xong rồi nghĩ kế làm sao cho an an bang tế thế, an nhà, con cái nó học hành nó không phải lo nghĩ. Chứ còn lúc ấy tôi không sợ là tôi bị thế nọ thế kia đâu, chỉ sợ mỗi con cái nó thế nọ thế kia, xong rồi mình đi đường mình đi làm hoặc mình đi ra ngoài tự nhiên có thằng fan nó hay là thằng nghiện đéo ở đâu nó hâm mộ thằng dở hơi kia, thế là nó lấy cái dao nó cứa một phát thì tôi tự nhiên lại cụt chân nào, sợ thằng điều ấy chứ. Còn mình có đéo gì mà đâu sợ, đánh đấm thì mình giờ nó đến đây mình nhận thua luôn. Hôm nó bế thóc mình lên, thằng ấy nó phải cao 1m8 mấy, mình đây có 1m6, đâm đá làm sao mình nó à, chịu thua luôn. Còn vấn đề sợ xít các thứ thì thực ra là nói chung là trong cuộc sống này thì ai ăn thịt người nữa đâu, ăn thịt người thì nó cũng đi tù, nó cũng thế nọ thế kia chung thân luôn ấy. Nhưng cái chính là fan nó không hiểu là mình toay đấy, ông không hiểu cái hôm mẹ nó ám ảnh thế nào. Mẹ fan nó cứ số lọ số kia nó gọi, và cứ 10 giây này thằng gọi gọi mà nó chửi mình, toàn con cháu mình, toàn bọn chắc là từ lớp 12 đổ xuống lớp 6, lớp 7 gọi nó chửi bới, có làm được cái gì đâu. Phải các bạn đặt cái địa vị là các bạn biết, chứ còn tôi sợ gì, sợ sợ ai. Thôi ra pháp luật mà ấy, con cái Thủy định viết đơn kiện rồi đấy. Nhưng tôi bảo là thôi cứ chờ 1 2 hôm nữa là nó cũng qua. Bọn fan của nó là cái bọn mà nhanh nhớ nhanh quên ấy mà. Đấy, fan nó toàn bọn trẻ con đi. Thế là nó mới thôi đấy, còn không là đưa nhau ra cũng mệt lắm. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn nhá. Mình giờ chỉ sợ nghèo thôi. Thực ra là cái vấn đề sợ nghèo thì các bạn phải hiểu luôn là cái vấn đề tại sao nghèo. Phải khi đã sợ nghèo rồi phải hi phải, phải 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 trả lời là tại sao nghèo. Chứ còn nếu các bạn có nội lực thì cái mẹ sợ nghèo, nghèo nó không đến được. Đấy, nó có đến được đâu mà các bạn sợ nó à? Bây giờ ví dụ như cô bảo các ông hỏi là mày có sợ Huấn không? Huấn nó có đến đây đéo đâu mà sợ nó à? Bây giờ các bạn phải giải quyết cái vấn đề là các bạn, mình bây giờ ví dụ như bạn đấy này, bạn Hoàng Gia Bách thì mình giờ chỉ sợ nghèo thôi, thì các bạn phải thì giải quyết cái vấn đề là thế nào là nghèo? Tại sao lại nghèo? Còn tôi thì tôi đánh giá là nghèo là do là thiếu năng lực, nghèo là do là cái sản phẩm các bạn làm nó không không giải quyết cái vấn đề của xã hội. Đấy, các bạn nên học nhiều hơn, xong rồi tìm hiểu sâu về một cái sản phẩm nào nó giúp ích cho xã hội. Như tôi thì tôi sáng nay tôi chia sẻ rồi, ông kia ông có hỏi ông bảo như này này, anh có mở lớp dạy phát nai không mới thế nọ kia. Tôi bảo là phát nai thì có yếu tố là cái cuống họng này, nhiều anh em bảo là có anh nói thế chứ em nói 10-15 phút này em không thể nói được. Cái vấn đề thứ hai nữa là ngày xưa tôi chơi cờ tướng, một cơ duyên đánh với cờ tướng thì cái tư duy của mình nó tiến bộ hơn, tư duy của mình nó nhanh nhạy hơn so với những người không chơi cờ tướng. Đây là tôi nói thật, cái ưu điểm của cờ tướng như thế, nó có nhiều cái ưu điểm của cờ tướng. Mà cái thứ ba nữa là có một thời điểm mình này viết văn viết thơ, xong rồi nghĩ cái cốt truyện, nghĩ bố cục, xem nhiều phim, xong rồi xem nhiều những bộ phim hay, đọc những quyển sách hay. Thế là bây giờ mình có vốn từ, thế là nói như này, đấy là cách kiếm tiền của tôi. Xong rồi bây giờ khi mình nói như thế này được, xong rồi các cái cốt truyện với các thứ thì các ông lại theo dõi thì nó thành ra là nó là công cụ để các bạn biết đến tôi. Khi tôi bán cái gì tự nhiên là nhiều người biết đến thì mình bán được hàng. Các bạn phải giải quyết cái vấn đề nghèo của các bạn là tại sao các bạn nghèo đấy. Còn nếu mà đi làm thuê hay là thế nào, còn tôi nói với các bạn là hồi trẻ ấy, hồi trẻ khi mà 18, 19, 20 thì các bạn phải kết hợp cái việc đi du lịch, đi những nơi để đến các cái làng nghề người ta, để xem cái làng nghề. Ngày xưa tôi bảo với các bạn là tôi đến cái làng đéo gì mà nuôi rắn ở trên trên đấy, đến các cái làng nghề người ta làm những cái sản phẩm như thế đấy, người ta bán được và người ta xây nhà lầu xe hơi, mình có thể nuôi theo con này, có thể sản xuất ra cái này, có thể về về các làng nghề để các bạn học được cái nghề. Chứ bây giờ nó khó, tôi bảo là các bạn trẻ vừa muốn đi du lịch này, vừa muốn mai sau giàu,
thì chỉ có mỗi cách cái kết hợp du lịch và đi những nơi người ta đang giàu, có công ăn việc làm ổn định, các bạn học để có thể là bán cái sản phẩm ý cho địa phương các bạn. Hai là các bạn học được cái nghề ý để áp dụng cho địa phương các bạn. Người ta từ trước đến nay những cái người giàu nó toàn thế mà, đúng không? Người ta ở Hà Tĩnh, người ta về Văn Giang, người ta học cái nghề trồng cây cảnh, người ta về Hà Tĩnh, người ta trồng đào đấy, hoặc là trồng quất đấy, hoặc là người ta làm đồ gốm ở cái nơi, ở nơi người ta không có không? Nếu mà nhập của ông Hưng Yên hay nhập ở ông Bắc Ninh hay nhập ở ông nào đấy, người ta bảo tại sao mình không áp dụng cái này. Tức các người giàu nó hay thế nhá. Ngày xưa bác cũng vậy, bác sang Pháp, thế nào nửa cái video trước tôi cũng nói rồi. Nhưng tại các bạn không chịu đi, không chịu đi để học. Thường là các bạn đi là các bạn bảo đi du lịch tiêu tiền, và về thì các bạn bảo là đi chữa lành với thế nọ thế kia. Thực ra cái cơn đau của các bạn vẫn ở đấy. Bạn nghĩ là đi du lịch để chữa lành, nhưng không, phải kết hợp cái việc đi du lịch vẫn tiêu tiền và học được cái nghề mang về. Còn nói chung nó cũng tùy theo từng người. Có người thì nói chung là đau đáu để làm giàu, người ta sẽ tìm ra hướng, tìm ra con đường. Có những người thì nhát hoặc cứ đau đáu vậy thôi, không làm, bảo thôi không làm. Nhưng người ta hỏi rất nhiều, người ta không biết bắt đầu, người ta không dám bắt đầu, người ta không vượt qua cái vòng tròn an toàn của người ta. Nhưng còn tôi bảo với các bạn rồi, khi trẻ ấy, là các bạn có nhiều rất nhiều thời gian để các bạn làm và sửa sai, sai rồi lại sửa, sai rồi sửa. Còn điều ông bảo là tại vì nhà mày giàu mày mới nhiều cơ hội sai như thế. Đi nhà bố mày vốn còn chả có thì rõ ràng là các bạn phải đi làm thuê để tích lũy vốn, làm từ bé nên cảm giác nó ăn một cái thì vay cắm mượn bố mẹ cái sổ đỏ, làm sao cho bố mẹ tin, mượn bố mẹ vợ cho an toàn. Đúng không? Thế chứ bây giờ đi, bây giờ bảo tôi đi làm công ty nâng 5 triệu anh bảo thế nào để tôi vẫn làm công ty ý, tôi vẫn làm công việc ý mà lên 10 triệu bây giờ. Thế thì hãy hy vọng là tiền nó lên 200 triệu một lượng đi, hay bây giờ nó lên 60, đang 60, hãy thắp hương khi nào nó lên 200 luôn, thì lúc ấy là lương các bạn đang năm mà nó lên mười mấy, chỉ số giá tiêu dùng nó cao vút vụt thì thu nhập các bạn lại cao. Nhưng ngày xưa thì thu nhập các bạn thì mua được một chỉ kiểu vậy. Nhưng bây giờ thu nhập của bạn vẫn chỉ mua được một chỉ, đúng không? Thì thế. Còn ngày xưa các bạn ấy bảo tôi như thế, bảo nhà mày giàu mày có nhiều cơ hội sai lầm, sai rồi sửa, sai rồi sửa. Cái bọn tao làm đéo có đắm cơ hội như thế. Thế thì thôi, đành phải về cầu Phật. Thế cứ biết thế đéo là đi chùa để hy vọng là kiếp này con làm việc có ích để mai sau con đẻ ra phát nhà con giàu luôn, con đầy cơ hội sai lầm. Cái gì mà gã này còn gã đầu, gã bạc đầu mà chỉ biết nói chứ đéo bao giờ xem comment người ta nói gì. Để tôi xem comment người ta nói gì. Tao nghe mà đéo hiểu mày đang thuyết trình cái gì. Ơ thằng này nó, thế theo ông thì từ hôm nay tôi nói các ông có hiểu không, mà sao cái thằng gã bạc đầu này nó lại đéo hiểu gì nhỉ? Tóc nó thì còn xanh, nó đeo kính như kiểu người mù thế này. Mình mà nói người mù khéo, những ông đang mù, ông ấy đang xem này chi, ông ấy lại buồn. Chứ hiểu thằng này nó thế nào. Trời thì không nắng không mưa mà nó lại đeo kính. Rồi nó lại bảo mình xúc phạm nó, đéo hiểu kiểu gì mà mình nói từ lúc đấy mà nó bảo thế như này, nó bảo nói ít thôi này. Cờ tướng online bây giờ nó không phát được, phát nó mất kênh. Từ lúc đấy tôi hỏi các bạn nốt chỗ này là hết này. Tại vì bạn kia họ bảo tôi bây giờ chỉ sợ mỗi nghèo mới nghèo. Tôi thấy là lúc đấy mình nói thế là tầm 5 phút à. Nó bổ ích như thế, nó bảo là đây này, hiểu bác cứ nói tiếp đi, chắc chắn không ai hiểu này. Đấy, gã bạc đầu, trời không nắng không mưa. Thế này còn người bình thường không muốn này cứ đeo kính. Đeo hiểu kiểu gì thật. Mình đéo hiểu kiểu gì đâu. Đây bây giờ mày thấy tao đẹp trai người ngời, tao không cần đeo kính này để nắm mắt đâu. Đeo kính đéo gì. À vậy thì nói tiếp đi. Bây giờ hỏi các bạn, ở đây là ở Khoái Châu, hỏi nốt là xem từ hôm nay tôi nói nè. Tôi nói các bạn có hiểu không, hay có mỗi cái thằng gã bạc đầu là nó không hiểu mà các bạn chả hưởng ứng đéo gì. Thế này nhạt mồm nhạt miệng miệng. Vàng giờ giá bao nhiêu thì tra ở trên mạng ấy, chứ tôi biết đéo đâu, tôi có phải ban quản lý vàng đéo đâu. Nha, thôi nghỉ đi.
chào chàng trai của Chúa. Chàng lại sai rồi. Vũ Tuấn Hùng càng ngày tiếp xúc với mình thì sai mẹ cả chính tả thế này thì đéo tiến bộ được rồi thật. Chàng là CH chứ, trai thì đúng rồi, chàng trai của Chúa. Giá lợn hơi hôm nay bao nhiêu? Vàng, tức là vàng dầu hỏi huấn nó cũng đéo biết đâu mà. Phải ra tiệm vàng mà hỏi chứ nó có bán vàng đéo đâu mà hỏi nó. Vàng toàn mỹ ký với cái đéo gì ấy chứ. Hỏi nó. Mà nếu mà bây giờ mình nói mỹ ký mà nó vàng thật thì ăn cướp đi nhỉ. Lại nói bác nói về ý thức. Bác nói về ý thức với tiềm thức đi ạ. Cái này thì chưa chuẩn bị. Tiềm thức như kiểu là cái này nó ở trong như kiểu các bạn mình mộng du ấy. Còn cái ý thức tức là ý thức như là tầm này bây giờ tôi ý thức nhưng tôi không phải là tiềm thức ở kiếp trước các thứ. Thật ra thì những cái vấn đề này tôi chưa đau đáu, tôi không nói được cái vấn đề gì nhá, mà tôi nói được và tôi nói hay ấy là tôi phải đau đáu về cái vấn đề ấy cơ. Nếu hôm nào mà tôi bị nhìn thấy ma chẳng hạn là tôi đau đáu về ma, tôi nói rất hay. Có phải tôi là vĩ nhân hay là tôi là cái đéo gì tôi không biết đâu, tôi có phải Google đéo đâu mà tôi cái gì tôi không biết được. Tôi nói với các bạn rồi, tầm ví dụ một năm nay tôi lại tập trung về tôi học cờ, xong rồi tôi lại không đau đáu cái gì thì tôi không nói cái gì cả. Tôi có thể ngồi nói chuyện với các bạn như này được, nhưng để nói hay và để nói sâu và để giúp ích cho người khác còn giúp ích cho tôi, xong để cho ví dụ tôi nói một cái vấn đề này xong rồi các bạn lại phản biện, xong tôi lại cảm giác là cái phản biện của các bạn như này là tôi cũng tìm hiểu sâu thêm được một tí, nhưng mà tôi không đau đáu, tôi không nói đâu. Không phải cái gì tôi không biết mà tôi có biết cái mẹ gì đâu. Tôi nhận tôi cũng dốt mà. Đấy, được cái ham học hỏi thôi. Cái gì mà mình đau đáu ấy thì mình tìm hiểu. Đấy là cái khả năng tự học đấy. Tôi không phải từ điển. Tôi cũng không phải là mẹ cái déo thì tôi không biết. Cái đầu óc của tôi thì dở hơi à. Ngày xưa có một cái ông nào ấy, ông ấy là chủ doanh nghiệp hay cái gì, hình như tôi yêu ta. Ông nên ông thuyết trình. Cái ông kia ông nên ông bảo là theo ông là động cơ ấy, cái đéo gì ấy. Ông bảo thế thì tôi gọi chuyên gia tôi lên. Tôi hơn các ông là tôi quy tụ được những chuyên gia. Chứ tôi không phải là cái máy tính để tôi nhớ hết những cái này. Tôi đều có chuyên gia giỏi nhất trong cái lĩnh vực các ông đang hỏi. Đấy, khi nào tôi đau đáu tôi mới được. Chứ tôi có phải là tôi chả là cái gì cả. Đấy, tôi chỉ hơn có thể một vài người là hết khả năng tự học của mình thôi. Mình đau đáu vào cái vấn đề gì mình tự tìm hiểu. Lúc kết nó áp dụng bản thân chứ không phải cái đéo gì tôi không biết đâu, biết làm sao được. Ông anh cái nick này nick mới còn bán vẫn bán cái cảnh thôi được rồi. Đấy ông ăn Harry Ford đấy, đúng đấy. Đấy bạn này bạn trí tuệ ngời ngời hơn cả mình luôn. Thực ra mình cũng chưa là gì, mình chả là gì cả, tại vì tôi biết là cái gì tôi cần phải ấy. Những cái câu chuyện ví dụ như ông Harry Ford này tôi đọc qua thì tôi chả cần nhớ ông ấy nào ông nào thật, nhớ làm gì cho nó đau đầu nhỉ. Lý do sao không Nai cờ hả Tuấn thì thực ra là cái kênh kia bị mất rồi đấy. Nai cờ bị mất rồi đấy. Cứ Nai xong rồi nó bảo là chơi cờ bạc không kháng được. Cứ 3 lần bị như thế là mất kênh. Nai kênh này cũng thế, Nai một hôm thế là hôm được, hôm sau nó lại cho một cái là chơi cờ bạc. Trên TikTok này nó bị thế. Còn tôi không biết là những người khác người ta like được, nhưng kênh của tôi cứ thế bị thế, kéo hiểu được gì. Cho nên không Nai cờ được ở trên TikTok. Còn trên Facebook thì bây giờ like thì bây giờ lại phải dùng cái ứng dụng hay cái phần mềm gì để like, chứ nó cũng không như ngày xưa. Ngày xưa like ở trên Facebook này là nó có cái Omnet Arcader để nó like. Còn ở trên YouTube thì tôi đã từng like rồi nhưng ít mắt, nhưng mà nói chung nó không có công. Đấy. Thôi được rồi, tạm biệt các bạn ở video này. Mày chỉ biết nước xì tinh hôm nay uống hết bao nhiêu chai thôi. Cơ bao đâu cũng không uống. Chị Thủy dạo này không bán cây nữa à? Anh vẫn bán cây mà, vẫn bán cây bình thường. Thôi được rồi, nghỉ nhá. Ông anh này nói như nó thế bình thường mà. Tôi vì là những cái gì tôi trải qua thì tôi nói với các bạn thôi, chứ còn cũng không phải là giả tạo hay thế nọ thế kia. Thì cảm giác là các bạn thấy là nói như nó nhưng bình thường mà, có gì đâu. Nghĩ đầu nói đấy tùy tiện bạ bậy mà. Thôi cảm ơn các bạn nhá. Nghỉ thôi. Tầm này gần 11 giờ rồi, để cho các bạn còn nghỉ. Đéo bị tắt ở chỗ lao đây này. Anh nói đi vào lòng người đấy. Để còn nói đi vào lòng